có cứu nạn linh cảm quán thiền, à, kính cứu và phần à, tiếp theo. Các quý vị xem à, kinh văn trang à, 31. À ngay trong lúc bây giờ tạo chơi khắp nơi. Cảnh pháp những việc đó thế nào Bồ Tát vô tận ý nơi các cõi sa bà của chúng nói chính pháp. À, những việc đó như thế nào. Xin à, Đức Thế Tôn bảo qua lời giới thiệu của Đức Phật, chúng ta thấy là Bồ Tát quán thế âm. Ngài dùng à, rất nhiều các phương tiện hóa ra rất nhiều các loại hóa thân để độ cho, gì? cho chúng sinh, tùy theo căn cơ của chúng sinh, mà ngài thì hiện ra các thân hình để mà độ cho, thuyết pháp độ cho, giá hóa độ cho, thậm chí dùng gì, dùng cái tấm thân của mình nhé, để làm phương tiện để độ cho gì các chúng sinh, vân vân. Thế độ như thế nào, thì chúng ta sẽ À, thấy thì trong văn kinh Đức Phật liền bảo rằng này ông vô tận ý ông hãy nghe cho rõ nếu có chúng sinh nào ở khắp các cõi nước phải dùng tới thân Phật mới độ chúng ta thấy Bồ Tát Quán Thế Âm có thể hiện ra gì ra cả thân Phật để độ chúng sinh nếu chúng sinh ạ nó chỉ tin vào gì? Tin vào Phật thôi Không tin vào các vị Bồ Tát Thánh Tăng La Hán Bích Chi Phật Nó chỉ có tin Phật Thì Quán Thế Bồ Tát Dùng đại thần lực của mình nhé Để thể hiện ra gì? Ra mình là Phật Đầy đủ 32 tướng tốt Và 80 tùy hình hảo Trang nghiêm Như là Đức Phật Thích Ca như là đức phật dược sư như là đức phật a di đà vân vân đó chúng sinh muốn thấy thân hình thân tướng tướng hảo của phật thì nó mới tin nó mới y giáo phụng hành nó mới cung kính quy mệnh nó mới tín thọ phụng hành vân vân thì quán thiêng Bồ tát liền hiện ra gì ra thân phật để độ cho người đó nay chúng tôi làm được cái điều đó không không các quý vị có làm được điều đó không không. Các vị thanh văn A-la-hán có làm được điều đó không? Không. Các vị Bồ Tát thất địa trở xuống chưa làm được điều đó. Cũng không làm được điều đó. Cho nên chúng sinh muốn hiện ra thân Phật các hàng Bồ Tát từ thất địa trở xuống chưa làm được điều đó. Thậm chí hàng thập địa trở xuống có thể gì vẫn chưa đủ năng lực để đảm được điều đó. Chỉ hàng đẳng giác, diệu giác, viên giác mới có thể có thể nương vào thần lực của Phật mới có thể hiện ra thân Phật để độ chúng sinh được mà thôi. Ở đây vì sao nói là quán thế âm? Ngài lại gì? Có thể hiện ra thân Phật để độ chúng sinh. Có thể hiện ra thân Phật mà nói Pháp để ra hóa cho chúng sinh để giải thoát giác ngộ. Vì á, Đức Phật, à, Ngài, à, Quán Âm Bồ Tát Ngài này, Ngài đã từng từng thành Phật ở trong đời quá khứ có hiệu là chính pháp minh như lai hay cũng có đời rồi có đời hiện là là quán âm như lai đó có đời thì hiện là là chính pháp minh như lai ngài đã thì đã từ thành Phật hiệu là chính pháp minh như lai từ vô lượng vô biên đã tăng kỳ kiếp về trước rồi đây cũng có sách nói là ngài đã từng thành Phật hiệu là quán âm như lai từ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp nữa rồi tức là ngài dùng rất nhiều các khóa thân để thành Phật để độ chúng sinh cái tấm thân gì, cái hóa thân thành quán thiên Bồ tát ở tây phương cực lạc thế giới đó chỉ là vì bi nguyện mà thể hiện ra một gì, một hóa thân ở thế giới đó mà thôi. còn thế giới xa bà chúng ta này á, chúng ta thấy này, ngài cũng thể hiện ra rất nhiều gì, rất nhiều nhiều tấm thân để độ chúng sinh ở thế giới xa bà này. như ở trung quốc thì cái thổ phủ của ngài là gì, là ngũ gì, nam mô ngũ đài sơn Đúng không? Ở à, núi Ngũ Đài. À Phổ Đà Sơn chứ. Xin lỗi. Ngày ở Phổ Đà Sơn chứ. À, ngày... Xin lỗi các quý vị. Ngày ở Phổ Đà Sơn. Ngày ở núi Phổ Đà. Đó là cái đạo tràng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn ở Việt Nam chúng ta ở đâu? Ở Hương Tích. Núi Hương Tích. Ở động Hương Tích. Ở Chùa Hương. Ở Mỹ Đức. Hà Tây ngày xưa. Bây giờ là Mỹ Đức Hà Nội. Chính là gì? Là gọi là thủ phố của gì của đức quán thế âm chúng ta nói nôm na cho dễ hiểu là thủ phố của đức quán thế âm bồ tát tức là nơi mà ngài gì ngài thường ngự để hóa độ chúng sinh đó chính là việt nam chúng ta thì ngài ngài ngự ở tất cả các nơi tất cả các chốn nhưng mà cái gì mình gọi là nôm na là cái thủ phố. cái nơi chính của ngài đó là chính là chùa hương tích ở mỹ đức hà nội bây giờ vậy còn ở Trung Quốc thì ngài cũng hiện ở khắp nơi ở các các nơi. Nhưng mà Phổ Đà Sơn là gì? là thủ phố của ngài vậy. Ừ. Có cái năng lực thần lực rộng lớn như vậy, chúng sinh cần hiện thân Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật nói là gì? Ngài hiện ra thân Phật để độ cho chúng sinh đó. Rồi tiếp nữa, Đức Phật nói gì? nếu có người cần dùng thân hình bích chi phật mới độ được thì bồ tát quán thế âm liền hiện thân bích chi phật vì họ mà nói pháp à, thân bích chi phật ở đây tức là gì? ở dưới phật dưới bồ tát thì có gì có gọi là có thân hình bích chi phật bích chi phật được chia ra làm hai loại chứng ngộ một là gì là bích chi hai là gì là độc giác Bích chi Phật tức là chỉ vào cái thời gian mà có Phật còn trụ thế. Các vị xuất gia thích hành hạnh viễn ly tức là thích ở một mình đó. Nghe lời Phật dạy xong rồi á à, nhất tâm tu tập quán tưởng về 12 nhân duyên. Vô minh duyên hành hành duyên thức thức duyên danh sắc danh sắc duyên duyên lục nhập lục nhập duyên ái ái duyên thụ thụ duyên thổ thổ duyên hiếu hiếu duyên sinh sinh duyên gì duyên lão bệnh tử đó Đấy, quán 12 nhân duyên đó được thuần thục thì các ngài chứng đắc thánh quả gọi là Bích chi Phật. À. Còn sinh vào thời không có Phật trụ thế, tức là Phật đã nhập Niết bàn rồi ạ. Các ngài thì do có cái nhân duyên tu Phật nhiều đời nhiều kiếp. Nay sinh ra tuy vào ở phải cái đời cái thời không có Phật trụ thế, nhưng các ngài sớm hiểu được cái lý vô thường, khổ không vô ngã. Cho nên á, đi vào trong rừng sâu núi thẳm Để ẩn cư tu tập Gọi là mai danh ẩn tích Chuyên tâm độ mình Vào trong rừng sâu núi thẳm Hoặc là gì Quán nhìn lá rơi Hoặc xem dòng gì Dòng nước chảy Hoặc nghe tiếng chim Chim hót Vân vân Mà ngộ được gì Ngộ được lý vô thường Khổ không vô ngã Ngộ được gì Cái lý duyên sinh duyên diệt vốn không tự tính cho nên các ngài thì chứng thánh quả đó gọi là gọi là chứng thánh quả gọi là quả độc giác của hàng bích chi phật đấy gọi là gì gọi là quả độc giác Đã. nó nó cũng tương đương như là những vị chứng thánh quả bích chi phật nhưng cho vị bích chi phật đó là gì sinh vào thời phật tại thế nghe phật nói về pháp 12 nhân duyên từ vô minh duyên hành hành duyên, duyên thức duyên danh sắc vân vân cho đến gì cho về đến gì cho đến là sinh diệt đó là sầu bi khối u não đó là các vị tu chứng đoạn rứt được quán tưởng thấu suốt được 12 pháp nhân duyên và đoạn rứt các mắt xích nhân duyên đấy và chứng được quả gọi là bích chi phật còn các vị sinh vào thời không có phật quán lý vô thường và duyên khởi lý duyên khởi mà chứng được thánh quả rồi nhập niết bàn không thiết pháp độ sinh không giáo hóa độ người thì các vị đó gọi là chứng được quả độc giác thích ở một mình hành hạnh viễn ly thích tu tập ở trong rừng sâu núi thẳm hoặc bãi tha ma nơi gò đất trống vân vân chứng đắc thánh quả một cái các ngài gì nhìn đời quay lại nhìn đời tham sân si mà khổ khổ sở như vậy ngài gì ngài sợ không dám gì không dám đi vào đời độ sinh mà cái ngài gì nhập niết bàn luôn đó thì gọi là các vị chứng được quả gì độc giác ở trong hàng bích chi phật vậy đấy gọi là gì? những người mà cần thể hiện là gì? thân hình bích chi phật thì quán thêm bồ tát thì hiện ra thân hình gì bích chi phật để thuyết gì 12 nhân duyên có những người họ lại chỉ thích nghe gì pháp về 12 nhân duyên quán tưởng về 12 nhân duyên dùng 12 pháp nhân duyên để để tu quán để chứng đắc thánh quả bích chi cho nên Quán quan thêm bồ tát liền thì hiện là bậc thầy của, của bích chi nói về 12 nhân duyên rất là sâu sắc rất là rộng lớn để cho các vị đó ưa thích về pháp 12 nhân duyên tín thọ tu quán và chứng đắc thánh quả bích chi đó cho nên chúng ta thấy Quan Thế Bồ Tát có nhiều phương tiện lắm, rồi chưa hết. Đức Phật còn nói là gì? Nếu có người cần dùng thân thanh văn La Hán mới có thể độ được thì Bồ Tát Quan Âm liền hiện thân thanh văn vì họ mà nói pháp. Ừ, ở đây Đức Phật nói rằng nếu có người nào ở sống ở đời á muốn thì hiện là muốn hiện muốn nhìn thấy em muốn à, được thấy cái thân thanh văn La Hán thuyết pháp thì Quán thêm bồ tát liền hiện ra là gì thân thanh văn thanh văn là sao đó là chỉ cho các vị tỷ khiêu ấy à như chúng tôi này cũng gọi là gì gọi là tỷ khiêu hoặc là tỷ khiêu ni nữ xuất gia thọ 348 giới gọi là tỷ khiêu ni nam xuất gia thọ 250 giới gọi là gọi là tỷ khiêu hay gọi là tỷ khiêu tăng đó những vị tỷ khiêu tỷ khiêu ni đó đều gọi là những vị gì thanh văn thanh là gì là âm thanh văn có nghĩa là nghe thanh văn có nghĩa là những vị gì? nghe thấy lời dạy của đức phật đối với các pháp gì tứ diệu đế khổ đế tập đế diệt đế và đạo đế hoặc là nghe về 37 phẩm trợ đạo là tứ niệm xứ tứ chính cần tứ như ý túc ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần đó chính là 30 37 phẩm trợ đạo mà đức phật tuyên thuyết cho hàng tỷ khiêu, hàng thanh văn nghe. Các hàng tỷ khiêu, thanh văn, sau khi nghe thấy Đức Phật nói về 37 phẩm trời đạo này, có người thì thích tu về Pháp gì? Pháp quán tứ niệm xứ Quán tứ niệm xứ là quán gì? Quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán Pháp vô ngã và quán thọ thị khổ. Đó là quán gì? Quán tứ niệm xứ Những người thích quán về thân bất tịnh, những người tham dục thì Phật dạy gì? Nên tu tập pháp quán gì? Quán thân bất tịnh, tức là gì? À, nhìn quán người đó đẹp ư? Nam nhìn thấy nữ, nữ nhìn thấy nam đẹp ư? Không bền vững đâu, không trường tồn và không trường thọ mãi mãi đâu. Sắc đẹp đấy, hôm nay đẹp đấy, nhưng ngày mai nó sẽ già nua, giống như bông hoa ngày hôm nay chúng ta nhìn nó thì buổi sáng thì rất tươi nở, rất tươi đẹp buổi chiều lại bắt đầu dần dần húa ngày mai bắt đầu tàn lụi và rộ rơi rụng là tả vậy. Con người chúng ta cũng như thế. Hôm nay trai tráng khỏe mạnh, đẹp đẽ, phồng phao. Rồi á, một vài chục năm sau, vài năm sau, vài chục năm sau á, cái già dần dần nó đến, da bắt đầu nhăn nheo, lưng gù sườn vẹo, tóc bạc, da nhăn, chẳng còn cái gì là đẹp đẽ nữa bao nhiêu sức khỏe thời thanh niên trai tráng dần dần cũng theo năm tháng thời gian mà mà đi hết mà biến mất vậy người con gái xinh xắn đẹp như là hoa khôi hoa hậu tuổi 18 đôi mươi tóc đen môi đỏ da hồng trắng mịn vân vân nhìn cái gì cũng đáng yêu 30 tuổi chồng con và bắt đầu sập sệ rồi 40 tuổi bắt đầu tóc bạc, da nhăn. Năm 60 tuổi bắt đầu là lưng gù, sườn vẹo tai thì ngánh ngáng mắt thì mờ. Cho nên trong Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ Quy Sơn có dạy là gì? Tới khi già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập gành, tinh thần mờ mịt. Đó, chúng ta thấy không? Tổ dạy đấy. trẻ trung sinh đẹp hoa khôi hoa hậu đó. đến một lúc gì nào đó năm 60 tuổi thì cũng gì như nhau hết thôi mà rồi đến năm bảy 80 tuổi lưng gù xiền vẹo gân chuyển xương đau bước bước gập gành tinh thần thì mờ mịt ăn rồi thì bảo chưa ăn con cái của mình thậm chí còn chẳng nhận ra nó cháu chất nội ngoại thậm chí còn chẳng phân biệt được nó bao nhiêu cái đẹp, bao nhiêu cái khôn ngoan tài giỏi ngày xưa bị con quỷ vô thường nó bắt đi mất ấy. Nó cũng bắt đi, nó lôi đi mất ấy. Bị thời gian thì nó ăn trộm mất, rồi đến thì con quỷ vô thường gì nó sành sạch nó đến nó nó kéo đi đến khi đó tất cả tiền tài của cả danh vọng sắc đẹp trước đây chẳng mang đi được cái gì cả, chỉ có nghiệp là là theo chúng ta thôi. Cho nên là người tu chúng ta phải luôn được, luôn luôn ghi nhớ lời Phật dạy. Mà gì? Người tham dục thì phải, Phật dạy phải quán thân bất đi, bất tịnh. Và quán gì? Quán tâm vô, vô thường. Quán các pháp là vô, vô ngã. Các pháp ở đây là gì? Nếu mà người hay chấp gì? Hay chấp là gì? Đây là nhà của ta, tài sản của ta, thậm chí là gì? Chiếc ghế của ta, Chiếc ghế là cái gì các vị biết không? Không phải là cái chiếc ghế tôi đang ngồi này Mà chiếc ghế của những người làm gì ạ? À? Làm quan Các cụ chúng ta ngày xưa hay có câu nói Câu, câu, châm ngôn thế nào vậy? Quan nhất thời Dân vạn đại Các vị nhớ Các cụ nói rồi không có sai Quan thì nhất thời Tức là trong một thời gian nhất định thôi anh đừng có hống hách anh đừng có cống cao anh đừng có kiêu căng anh đừng có ngã mạn anh đừng có quay dân như là kẻ hầu người hạ của anh anh đừng quay cấp dưới như là gì tôi tớ của anh mà phải đối xử với gì với nhân dân với cấp dưới của mình như là gì chủ tịch hồ chí minh kính yêu của chúng ta đã dạy á, dân là gì là gốc người làm chính trị người làm lãnh đạo phải lấy dân làm gốc rồi bác còn nói gì dân sức dân lại như gì như nước còn người lãnh đạo lại như như thuyền đẩy thuyền đi trên gì chứa thuyền và đẩy thuyền đi được trên mặt nước cũng là gì là nước mà lật thuyền cũng là cũng là nước cho nên anh phải nghĩ được cái điều đó anh nhớ được cái lời của chủ tịch hồ chí minh dạy anh phải luôn sống gì luôn sống là vì dân vì nước và phục vụ cụ nói là gì vì nước quên thân vì dân mà phục vụ đó. làm được như thế thì dân mến dân kính dân yêu và dân gì dân bảo vệ đó cho nên quán gì quán pháp quán thân bất tịnh quán tâm vô tường quán pháp vô vô ngã tức là gì? tất cả các pháp tức là cái gì ở bên ngoài chúng ta đem đến cho sự nghiệp công danh tiền tài nhà cửa địa vị vân vân tất cả cái đó đều đều là pháp đều là pháp tất cả cái đó đều là pháp không phải chỉ là tam tạng kinh điển luận luận mới gọi là pháp đâu các quý vị ạ Từ pháp ở đây là chỉ cho tất cả các pháp Ở bên ngoài của chúng ta đều là vô ngã Kể cả tấm thân của chúng ta này còn là vô gì Vô ngã cơ mà Phật dạy thân ta Ta còn chẳng giữ được nó Nếu ta giữ được nó thì làm gì có chuyện chúng ta gì Chúng ta già, chúng ta bệnh và chúng ta Chúng ta chết Cho nên tấm thân ở ngay trong cơ thể của chúng ta chẳng giữ được nó Hướng chi là Cái ghế ở bên ngoài Cho nên Theo lời Phật dạy thì kể cả người tu hành như chúng tôi Cũng phải luôn quán để Cái chùa là phương tiện để Mình gửi tâm thân để tu tập Trên cầu Phật đạo dưới đội chúng sinh mà thôi Nếu mà sư mà chấp vào ngôi chùa Đây là ngôi chùa của ta Đệ tử của ta Phật tử của ta Cái gì ở trong ngôi chùa này gì Do ta một tay dây dựng lên Đó là của ta Như thế là nguy hiểm rồi Như thế là như ở trong quyển niệm phật thập yếu cố trưởng lão hòa thượng thường thiền hạ tâm là nhị tổ tỉnh độ tông việt nam chúng ta có ghi lại một cái câu chuyện kể là một cái câu chuyện này có một vị hòa thượng lúc còn sắp sống á, tu hành cũng rất là tinh tiến nhưng mà ngài thì gì? do chấp gì chấp vào cái vườn mía hay, à, chùa chiền đây không chấp nhưng mà chấp vào cái vườn mía vì ngài rất gì rất thích trồng mía và phía trước cổng chùa trước sân chùa ngài ngoài vườn chùa ngài có trồng được một cái vườn mía rất là tốt hàng ngày ngài thường ra để chăm cho cái vườn mía đó nhưng một hôm thì không may thì tuổi cao sức yếu ngài bị trúng gió và ngài gì ngài bị đột tử ngài mất ngài qua đời thế có một vị thiền sư là gì? là bạn tận ở châu từ trong huế đi vào tận trong miền trong tức là miền thành bạn thành phố hồ chí minh bây giờ đó. để gì để thăm thăm bạn thì vào tới nơi thì biết là bạn vừa mới mất ngày xưa đi đi bộ với nhau, với nhau Chứ đâu có chuyện là đi xe như bây giờ đâu đi tàu hỏa đi máy bay, bay như bây giờ đâu đi bộ hoặc là đi ngựa đi có khi đi cả tuần vài tuần gì mới tới nơi từ Huế vào phải mấy tuần mới tới nơi khi đi vào tới nơi thì mới biết là gì? bạn mình vừa mới qua đời Thế vị thiền sư đó thì ở ngoài Huế vào là ngày cũng có gì bởi vị thiền sư đắc đạo có thiền định ngày ngồi thiền dùng thiền định đi tìm khắp các nơi không thấy gì không thấy ông bạn của mình đâu. Lúc đó mới hỏi chú tiểu là đệ tử của ông bạn của mình vừa mới mất kia à Bình Sinh thầy của của bác á hay tu tập công hạnh gì và hay làm những gì. Thế cái chú tiểu đệ tử của cụ sư mất lại nói rằng bài hòa thượng là thầy con lúc sinh thời cũng hay chăm tụng kinh niệm Phật, cũng hay bố thí cũng giảng phóng sinh tu phúc làm các việc thiện. Thế thì vị hòa thượng kia thì lên khắp dùng thiền định lên khắp các quái trời tìm không thấy. Về Tây phương Cực Lạc cũng chẳng gì, chẳng có. Cho nên quay nghĩ là gì quái lạ. Ông nghĩ gì? Bình sinh hay bố thí cũng giảng phóng sinh tu phúc làm việc thiện trăm tùng kinh niệm Phật, tại sao là gì? Trên các quái trời không có. Tại sao là gì? Quái Tây phương Cực Lạc cũng không có, rồi nhập định lại lần nữa, hay là gì? hay là nhất thời ông bị đoạn đi tìm vào gì? đi tìm vào trong đường ngạ quỷ và địa ngục chẳng thấy đâu lại xuất định là hỏi rằng á để Mi nói xem gần đây á, thầy Mi gì nói là Mi nhưng thực tế thì mình gọi là bác á, ở trong miền trong ngày xưa gọi là Mi nói xem thầy Mi Bình gần đây hay làm cái gì nghĩ xem Thế cái chú tiểu đó sư bác nó nói là nhớ lại à, bạch hòa thượng trước khi á, thầy con mất mấy hôm trước thầy con thì hay ra làm cỏ mía mà suốt ngày ra thì cứ đi ra đi vào để ngắm cái vườn mía thôi à, thế vị hòa thượng cái bảo vậy thì à, đi ra xem sao thế đi ra thì thấy là trong cái rừng mía có một cây mía to nhất thì bị héo lá bị héo bắt đầu vị tiền sư cái ra bảo thì mang cái dao rồi chặt cái cây mía cái cây héo đó xem chặt ra thì trong đó có một con sâu gì con sâu rất to con sâu trong cây mía gì? Rất to. Đó. Và vị hòa thượng kia thấy là gì? Ồ, khổ thân. Đây chính là thần thức của ông bạn của mình. Tức là vị trụ trì cái chùa này gì? mới chết mấy hôm trước. Do? Do trước khi cần tử nghiệp đến. Trước khi thầy mất. Thầy ấy gì? Chỉ nghĩ về cái vườn mía. Cho nên Phật chẳng đến đón. Chư thiên cũng chẳng đến trước mà gì liền là nhập vào, nhập thai vào làm gì? Đầu thai làm gì? Làm thân súc sinh để làm thân con sâu để đục cây mía ở trong vườn mía của của nhà chùa vậy. Đó, cho nên nguy hiểm lắm các quý vị. Câu chuyện có thật được ghi ở trong gì? Trong uh, Quyển Niệm Phật Thập Yếu của cố trưởng lão hòa thượng Thích Thiền Tâm. Cho nên uh, ở đây chúng ta mới đến những người đi tu thì cũng không được chấp vào gì chấp vào chùa chiền là của ta đệ tử là của ta tài sản là của ta rồi vân vân và vân vân người đi tu cũng không nên chấp và vật tử tại gia chúng ta cũng gì người học phật tam thì con đường ngạ quỷ sẽ hiện ra nếu chúng ta sân trước khi mất thì con đường gì địa ngục sẽ hiện ra và nếu chúng ta ngu si thì con đường súc sinh sẽ sẽ hiện ra tham sân si nguy hiểm như thế cho nên trong kinh đức phật nói này gọi là tam độc tức là ba loại gì ba loại độc còn độc hơn cả hơn cả độc dược hơn cả thuốc độc hơn cả lá ngón hơn cả các loại thuốc độc thạch tín rồi vân vân bây giờ các quý vị trong kinh phật nói tất cả các loại thuốc độc nó chỉ giết chết thân thể một lần nhưng tham sân si nó giết chết chúng ta nhiều lần nhiều đời nhiều kiếp khiến cho chúng ta đọa lạc không biết bao giờ mới mới thoát ra được Cho nên Chớ có khởi lòng tham sân si Mà phải quán gì Khởi Cái niềm tin Phật Pháp Tăng Dùng nương vào lời dạy của Đức Phật Mà quán thân bất tỉnh, quan tâm vô thường Quán Pháp vô ngã và quán thọ thì khổ Đó là phương pháp gì Quán tứ niệm xứ Quán tứ rồi tu tập chữ tính cần Tứ tính cần là sao Việc ác chưa sinh Thì tinh tiến, chuyên cần, ngăn chặn không cho sinh khởi nữa tất cả các việc thiện chưa sinh thì tinh tiến chuyên cần làm cho gì làm cho nó sinh khởi ngày một ngày một nhiều hơn đó gọi là tu tập tứ chính cần rồi nhân đến là tu tập gì tứ như ý túc ngũ căn ngũ lực rồi á thất bồ đề phần và nhân đến để bát thánh đạo phần chính kiến tinh tư duy tinh ngữ chính nghiệp chính mạng chính niệm chính tinh tiến và chính chính định đó tám pháp đó gọi là gì gọi là bát chính đạo tức là gì? tám con đường chân chính mà phật gì phật nói cho các vị thanh văn nga nương vào tu tập một vài trong gì trong 37 phẩm trời đạo này vì đó chứng được thánh quả gì thánh quả a la hán gọi là gì gọi là hàng thanh văn tu tập đạt đến gì đỉnh cao cao tột của gì quả tư đà hàm tiến trình thứ ba gọi là gì tam quả ana hàm và tiến trình thứ tư là quả cao nhất của thanh văn thừa gọi là gì gọi là tứ quả a la hán a la hán quả dịch là gì là vô sinh là bố ma là phá ác là sát tặc là ứng cúng vân à, đến cuối cùng thì dịch là, là vô sinh tức là a la hán thì không còn phải bị sinh tử luân hồi ràng buộc ở thế gian nữa ừ. cho nên là dịch là gì là vô sinh dịch là bố ma tức là khiến cho gì ma vương phải lo sợ phải run rẩy vì một vị đã chứng thánh quả a la hán thì ma vương không còn chi phối và không còn tác động được vị thánh quả a la hán đó nữa cho nên đó, gọi là bố ma phá ác A la hán còn dịch là gì? Là phá ác. Thanh văn thừa tu còn gì? Còn có một cái tiến gì? còn có một tên nữa gọi là phá phải tiến đến là phá ác. Phá ác tức là phá tất cả các gì? Các ác kiến tà kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ nhận đến gì tham sân si đó, vân vân. Đó gọi là phá ác. Phá cái tâm mê lầm. Tà ác kia gọi là phá ác. Ứng cúng có nghĩa là người tu được gì chứng thành quả là hán thì đáng được nhận sự cúng dường của tất cả trời người. À. Trong kinh Đức Phật nói thì người chứng thánh quả la hán á, ăn một bữa cơm gì, ăn cả một núi vàng á. Một bữa cơm gì ăn cả núi vàng á cũng không gì. Cũng không bị tổn phước vì các ngài xứng đáng được gì, được thọ nhận tất cả sự cúng dường của trời người. Cho nên á gọi là gì? Ứng cúng. Bố ma phá ác ứng cúng rồi thì còn gì sát tặc đó. tiến trình tu tập của thanh văn đó, để chứng thành quả là hán còn có một tên gọi nữa là sát tặc tức là giết giặc gì giết giặc phiền não giết giặc tham sân si vân vân cho nên còn có một tên nữa là gì? sát tặc và tiến đến cái gì? cái địa vị cao nhất đó gì là vô sinh vô sinh tức là không bị sinh trở lại nhân gian nữa không bị tái sinh nữa người đó người đó tự do tự tại làm chủ vận mệnh của mình làm chủ cuộc đời của mình vĩnh viễn không bị sinh tử luân hồi lục đạo lôi cuốn nữa cho nên dịch là gì? vô sinh đó. đó. chính là gì người mà cần dùng cái thân gì thanh văn la hán để độ tức là người họ chỉ thích nghe gì nghe về pháp gì tứ hiệu đế chẳng hạn khổ đế tập đế diệt đế và đạo đế hoặc là tứ niệm xứ tứ chính cần tứ như túc ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần đó chính là 37 mươi chợ đạo gì chợ đạo pháp của Phật Thích Ca nói trong 12 năm đầu khi mới thành Phật đó. đó. Thường là gì? Ở trong bốn bộ kinh nha hàm. Hay nói về gì? Hay nói đi nói lại về 37 phẩm trợ đạo này cũng như là Pháp Tứ Diệu Đế và 12 Pháp Nhân Duyên người mà chỉ thích nghe kinh điển nguyên thủy như vậy phật pháp ứng dụng cho vấn đề tu tập tự thân như thế thì quán thi âm bồ tát liền hiện ra thanh thân thân thanh văn la hán để thuyết tứ diệu đế nhận đến ba bảy phẩm trời đạo Đế... độ cho người đó sớm chứng được quả vị giải thoát vậy năng lực như thế thần thông diệu dụng như vậy không phải là vị bồ tát nào cũng làm được đâu các quý vị cho nên mới gọi Bồ Tát Quán Thêm là bậc gì? Đại hùng, đại lực, đại từ bi là như thế. Rồi còn nữa, Đức Phật Thích Ca lại tiếp tục nói gì? Nếu người cần dùng thân chư thiên Phạm Vương mới có thể độ được thì Bồ Tát Quán thêm Âm liền hiện thân Phạm Vương vì họ mà nói Pháp. Thân Phạm Vương tức là thân các vị quái trời gì? Quái trời Đại Phạm Thiên hay còn gọi là Đại Phạm Thiên Vương các vị quái trời này là quái trời gì? Sắc giới Các vị quái trời đại phạm này là quái trời sắc giới Người cần gì? Họ chỉ thích chư thiên thôi Đấy, Họ chỉ thích thấy gì? Thấy chư thiên Ví dụ như chư thiên ở trên quái trời Sắc giới thì họ thấy vị vua của họ Chỉ thích ước thích vị vua của họ Và chỉ nghe theo lời vị vua của họ Đó là vua quái trời gì? Quái trời phạm phương Hay quái trời gọi quái trời đại phạm thiên vương Thì quán thêm Bồ Tát Liền vì các vị... Các chúng chữ thiên ở quái trời phạm thiên đó mà hiện ra... Hiện ra thân phạm thiên vương... Công đức vời vợi... Quang minh gì... Sáng chói thân thể thì... Trang nghiêm... Cao to... Đẹp đẽ... Quang minh trói loại... Công đức vời vợi... Khiến cho... Chúng chữ thiên ở trên quái trời đó liền là... Cung kính quỳ lại... Rồi... Thỉnh vị đại phạm thiên vương của mình gì nói pháp thiện cho nghe nói các thiện pháp cho nghe quán thiên Bồ tát liền hiện ra thân đại phạm thiên vương ấy để thuyết minh các diệu pháp thuyết giảng các diệu pháp như là mười việc thiện để cho cho chúng chư thiên ở trên quái trời đó nghe và được gì dần dần thì quán âm dùng các phương tiện đó để độ thoát cho các vị chúng chư thiên đó giữ Tâm ở trong gì? Chính niệm, ở trong thiện pháp của chúng chư thiên. Và được thọ mạng lâu dài hết đời này qua đời khác ở trên, trên cõi trời ấy. Cho nên đây chính là gì? đại thần lực và đại phương tiện, đại tử bi của quán Thiêm bồ tát. Không phải ai cũng làm được, không phải vị bồ tát nào cũng làm được vậy. Rồi Đức Phật lại nói nữa, nếu có người cần dùng thân chư thiên đế thích, mới có thể đổ được thì Bồ Tát Quán Âm liền hiện thân đế thích vì họ mà nói pháp. Thân chư thiên đế thích tức là thân vua của quái trời gì? quái trời dục giới. Chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nói trên các quái trời có rất nhiều, nhưng được chia thành gì? Thành ba cõi đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì có gì? Có 6 cõi, cõi thấp nhất là quái trời tứ thiên vương, quái trời thứ hai là quái trời gì? Đao lợi thiên. quái trời Đao lợi thiên này chính là cõi của của vua Thiên Đế Thích đấy. Trong kinh Phật của Thiên Đế Thích Kiều Thế Ca. Việt Nam chúng ta và Trung Quốc dịch là gì? Là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng khẳng định là gì? Vua quái trời đau lợi này chính là vị cha lành của gì? của nhân gian chúng ta. Ngài thường rất thương yêu gì? Những người nhân gian chúng ta, những người biết bỏ ác làm lành, biết lãnh giữ hành thiện biết thu theo biết bỏ 10 điều ác biết làm 10 điều lành thì vị vua này rất là quý mến và yêu thích thường là bảo hộ cho cho những người biết làm thiện ấy vị vua này chính là một vị vua phật tử vua nhưng mà là phật tử là đệ tử của gì của thích ca mâu ni phật à. cho nên trong kinh á, Địa Tạng á chính vị vua có trời này gì thỉnh đức phật thích ca mâu ni lên giảng kinh ở trên trên uh, diệu pháp đường của cõi trời đau lợi này và chúng ta biết thích ca mâu ni phật ngài đã nhận lời với thiên đế thích đồng thời cũng là gì? lên đó để thuyết pháp để giáo hóa để báo ân gì thân mẫu của mình chính là bà gì bà ma gia sau khi sinh thái tử tất đã đa được 7 ngày viên mãn công đức bà ma gia về cõi trời để hưởng phúc báo ở trên cõi trời đau lợi và một thời gian sau khi Thái tử Tất Đạt Đa 19 tuổi xuất gia và trải qua 5 năm tu hành đi cầu đạo và 6 năm khổ hạnh ở trên khổ hạnh lâm tức là 11 năm xuất gia nữa đến năm 30 tuổi thành đạo thành đạo xong thì Ngài đi thuyết pháp giáo hóa độ sinh 12 năm sau tức là đến năm gì 42 tuổi Ngài mới vào trong núi ngồi truyền định xuất thần ba tháng ăn cư lên trên cung trời đao lợi thuyết kinh địa tạng để đáp lại cái lời thỉnh cầu của vua gì của vua thiên đế thích ở quái trời đao lợi và cũng đồng thời cũng tri ân báo ân gì công đức sinh thành của thân mẫu của mình là bà ma gia phu nhân đó cho nên á ở đây quái trời thứ hai chính là quái trời gì đao lợi Quái trời thứ ba của dục giới thiên là gì? Là dạ ma. Quái trời thứ tư là quái trời đâu xuất. Quái trời đâu xuất nơi đó đang có gì? Đang có Bồ Tát Di Lặc ở trong nội viện. Đang thuyết pháp giao hóa độ sinh. Đợi nhân duyên chín mùi. Sau hơn năm, 16 vạn năm nữa. Chúng ta nhớ nữa. Trong kinh Di Lạc Hạ Sinh nhé. Đức Phật nói còn sau hơn 56 vạn năm nữa. Thì khi đó Bồ Tát Di Lặc mới dáng thế thành Phật ở tại cội Long Hoa và hiệu là gì? Là Long Hoa Di Lặc Tôn Phật. Lấy pháp hiệu là Long Hoa Di Lặc Tôn Phật. Đấy thì khi đó Đức Phật Di Lặc mới giáng sinh chứ còn bây giờ những vị bảo Phật Di Lặc giáng sinh ở chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia và à, thành lập ra đạo này, đạo nọ, đạo kia như là cái đạo chân không ở trong Huế trong miền Trung mấy năm trước là rầm rộ gọi là gì đạo, đạo của ngài Di Lặc gọi đạo chân không đó. tức là chuyên đi chân không á tối ngủ thì gì đắp bao bố ngày ăn một bữa vân vân họ cũng làm như là gì là mình tu tập gì theo như chính pháp lắm nhưng mà cuối cùng đấy là gì một tà đạo giả danh phật giáo ẩn dưới danh nghĩa là gì là đạo long hoa của đức phật và nói rằng gì? những người sáng lập ra đạo ấy chính là gì hóa thân của đức phật di lặc vân vân đó tất cả đó chỉ là gì là tà đạo tu hành gì bị ma nhập cho nên nó tưởng mình thành gì thành phật thành bồ tát tưởng mình là phật là bồ tát cho nên nó mạo xưng như vậy à, lập giáo khai tông và cho mình là gì? tự cho mình là giáo chủ vân vân các phật tử chúng ta phải tỉnh táo cái đó không có lại nhầm đường lạc lối thì không biết bao giờ cho trở về chính pháp trở về chính đạo được đó là quái trời thứ năm là quái trời gì hóa lạc quái trời thứ sáu là quái trời tha hóa tự tại đó là sáu quái trời dục giới rồi đến nữa trong kinh Phật nói gì? Có 18 quái trời gì? Sắc giới. Và có gì? bốn quái trời gì? Vô sắc giới. Đó là gì? Không vô biên thức. Không vô biên gì? Sứ. Vô biên sứ. Không vô biên sứ. Thức vô biên sứ. Vô sở hữu sứ. Và phi tưởng. Phi tưởng sứ thiên. Đó. bốn quái trời của vô sắc giới. bốn quái chính thôi. Chia ra từ đó. Chia ra thì có vô lượng vô biên các gì? Các quái nhỏ nữa. Nhưng mà Đức Phật chỉ nói gồm lại gom lại đây thì có bốn cái trời vô sắc giới đó là không vô biên xứ thiên sắc vô không vô biên xứ thiên à, không vô biên xứ à, tự nhiên vừa nói xong lại quên đấy thấy già rồi lầm cầm đấy các phật tử hoan hỉ ra không vô biên xứ thiên thức vô biên xứ thiên à, vô sở xứ tiên và phi tưởng phi phi tưởng hữu xứ thiên đó là bốn quái trời của của vô sắc giới ừ. tất cả đều không ra ngoài gì ba cõi đó là dục giới sắc giới và vô sắc giới à, lục đạo chúng ta này à, thiên nhân a địa ngục ngạc Quỷ quyền súc sinh của chúng ta này đều ở trong gì trong quái dục giới cả cho nên á người cần dùng ra thân gì thân chư thiên đế thích đều gọi là gì là cha lành của chúng sinh ở trong nhân gian chúng ta này của nhân gian chúng ta này thường bảo hộ những người gì biết bỏ ác làm lành lấy những hành thiện ở thế gian chúng ta này thì quán thế âm bồ tát điển hiện ra thân đế thích để vì vì họ mà thuyết pháp rồi nữa phật còn nói là gì nếu người cần dùng thân chư thiên tự tại mới có thể độ được thì bồ tát quan âm liền hiện thân trời tự tại vì họ mà nói pháp thân trời tự tại ở đây tức là quái trời thứ mấy nhỉ thứ năm trong sáu quái trời dục giới đó là quái gì quái tự tại thiên quái này á, công đức phúc báo là gì lớn lắm lớn hơn quái trời thứ ba là quái gì dạ ma lớn hơn quái trời thứ tư là quái trời đâu xuất và quái trời này chính là quái trời thứ năm gọi là quái trời tự tại thiên vương hay còn gọi là gì quái hóa lạc thiên hóa lạc thiên còn gọi là tự tại thiên hay còn gọi là tự tại thiên vương tức là quái trời này ấy, khởi tâm niệm cần cái gì ấy, thì cái đó thì liền hiện ra trước mắt muốn ăn thức ăn liền tới trước mắt muốn đi thì thì liền bay nói tóm lại gì muốn có cái gì thì cái đó liền hiện ra trước mắt trừ là muốn thành phật thì vì nó không thể thành phật được thôi Ừ. Muốn Bồ Tát, muốn thành Bồ Tát Muốn thành Thánh Tăng thì không thành Bồ Tát, Thánh Tăng được thôi Còn tất cả những vật dụng Những cái thứ cần dùng ở trên Quái trời phúc báo và quái trời thứ năm của dục giới đó Các vị này thì Muốn cái gì thì liền có Hiện ra trước mắt để thọ dụng đầy đủ Cho nên á, quái trời này gọi là quái trời tự tại thiên Hay còn gọi là quái hóa lạc thiên Có nghĩa vì đó dùng thiền định Dùng cái tâm thanh tịnh của mình À, dùng thiền định của mình nhá để gì muốn cái gì á, thì cái đó tự nhiên hiện ra trước mắt tất cả những người muốn sinh về quái trời này đều phải gì phải tu tập thiền định phải làm các việc công đức và đặc biệt phải gì phải tu tập thiền định mới được gì sinh lên quái trời này quái trời này thì đức phật nói là thường là các ngoại đạo ở trên khắp gì tam thiên đại thiên thế giới mà đặc biệt là khắp quái sa bà của chúng ta này các ngoại đạo mà tu gì thích tu để đời sau được hưởng cái quả vị gì sung sướng không thiếu thốn vật dụng gì có nghĩa là mình gọi là cầu danh đó tu nhưng mà còn cầu danh còn cầu lợi đó vì đó không làm các việc ác lớn chỉ có ngoài ra chỉ có gì thích cầu danh và cầu lợi thôi thích danh và thích lợi nhưng mà gì? cũng tu tập thiền định cũng tụng kinh niệm phật cũng bố thí phóng sinh cũng giảng làm phúc thiện vân vân sau khi chết đi thần thần thức được gì sinh về quái trời này hưởng phúc báo gì tự do tự tại muốn gì được nấy đó gọi là quái trời thứ năm những người muốn nhìn thấy cái thân của gì của trời tự tại mới có thể khuất phục là vua của quái trời tự tại mới có thể khuất phục thì quan thêm bồ tát liền hiện ra thân trời hoặc thân vua của quái trời tự tại này để Thiết pháp giáo hóa độ sinh cho họ ừ. Cho nên là các quý vị biết không? Ví dụ bây giờ là những cái những nhà làm chính trị hoặc những vị thương gia giàu có mình gọi nôm na như Việt Nam như gọi nôm na các đại gia đấy à? Các đại gia. Các đại gia bây giờ đi chùa Họ đến chùa, họ nhìn đến chùa mà họ thấy một ông sư, một thầy chùa mà tu tập cả đời 5, 6, 70 năm, đó mà chẳng xây được cái ngôi chùa để cho chùa à, tường long vách lở mái ngói thì mưa thì nước giọt nắng thì thấy trời á tượng phật thì long lở sơn ve thì chảy chật vào chùa thì luộm tha luộm thuộm á chúng ta biết đó, các vị này có thành kính vị sư đó không gần như chắc chắn là con số gì con số 0. Vì sao? Vì cái tâm của những vị, những vị đại gia, những vị giàu có này thì họ thường muốn gì? Các cụ ngày xưa nói gì? Thường thường họ chọn bạn họ chơi. Những cái tầng lớp đó gọi là tầng lớp thượng lưu của xã hội. Thì là họ thích với gì? Họ thích gần gũi với những tầng lớp gì? Thượng lưu của họ cứ nghĩ theo cái cách nghĩ của họ họ nghĩ là gì? những vị sư nào mà có thể gì thuyết pháp độ sinh làm chùa tô tượng đúc chuông hầu phật được trang nghiêm tố hảo vào chùa được gì cảnh quan đẹp đẽ thanh tịnh trang nghiêm tráng lệ vân vân đó thậm chí là trang nghiêm tráng lệ hơn cả gì cả nhà lầu xe hơi của họ thì họ mới gì họ vào họ mới bái phục a di đà phật họ mới bái phục là a di đà phật bằng không họ đến thì họ nhìn thấy một vị sư rách rưới chùa chiền thì đổ nát hoang sơ họ cho rằng vị sư này gì vô tài kém đức thậm chí là chúng ta không thể biết là vị sư đó tài đức ra sao nhé nhưng mà đây tôi đang nói gì những cái vị đặt ở trong cái địa vị của những người gì đại đa số tôi tôi nói đại đa số chứ không phải tất cả đại đa số những người gì tầng lớp tri thức làm ăn gì giàu có có địa vị ở xã hội này họ thường nhìn thấy đến một ngôi chùa nào mà đổ nát tan hoang mặc dù có sư trụ trì mấy chục năm rồi chúng ta thấy bảo họ chắp tay cung kính trước một vị sư đấy a di đà phật quỳ dưới gối vị à, vị sư đó mà a di đà phật xin thầy gì quy cho con xin thầy ban pháp cho con xin thầy thuyết pháp cho con đó gần như chắc chắn không có các vị thấy không đây là gì những cái kinh nghiệm chúng tôi đi nhiều chúng tôi thấy này Ví dụ những các vị gì đại gia ở Việt Nam, đại gia lớn ở Việt Nam bây giờ chúng ta tín Phật thì ở miền Bắc này chúng ta thấy vị đại gia lớn lớn nào tín Phật ấy, cũng đều đến đỉnh lễ các vị các vị đại lão hòa thượng như là Đức Pháp Chủ, Đức đệ tam Pháp Chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ đại lão hòa thượng thượng phổ hạ tuệ ở chùa Giáng ở Phú Xuyên Hà Tây ngày xưa bây giờ là Hà Nội hoặc là đến gì đến đỉnh lễ. Hòa thượng thì phó chủ tịch thường trực Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam là hòa thượng thượng thanh hạ nhiễu hoặc là đình lễ à, hòa thượng thì thượng bảo hạ nghiêm phó chủ tịch giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc là đình lễ thì thượng tọa thượng thanh hạ quyết cũng là phó chủ tịch giáo hội Phật giáo Việt Nam đó những cái tầng lớp gì lớn ở xã hội thì họ lại đến với những gì những vị có địa vị lớn ở trong giáo hội và những vị gì? À, có thể gọi là tu hành lâu năm ở trong đạo Phật có thể các ngài là những bậc đạo cao đức trọng và tu hành lâu năm, à, các ngài làm được những ngôi chùa khang trang sạch đẹp, rồi các ngài có địa vị ở trong giáo hội cũng như ở xã hội, cho nên á, những cái tầng lớp gì thượng lưu, tầng lớp tri thức như vậy mới cúi mình khom lưng đỉnh lễ dưới dưới các dưới các ngài, nhưng còn tôi bây giờ là một vị tiểu tăng ở trong nhà đạo Phật gọi là một vị tiểu tăng, một vị như ở ngoài đời thì gọi là một vị gọi là con tốt chẳng hạn nó <laughs> như chơi bàn cờ thì gọi là chúng tôi như là một con tốt ở trong gì trong bàn cờ gọi là một vị tiểu tăng thì á, đối với các vị đã có hai đỉnh lễ đâu các vị đi qua chùa thì xá chào một cái thì, hoặc là các vị nhìn thấy chùa cũng thì cũng phóng xe vèo qua thôi chứ có ai vào đâu cho nên á, vị tiểu tăng thì như các cụ ngày xưa nói nữa, là mèo nhỏ thì bắt chuột nhỏ <laughs> đúng không mèo lớn bắt chuột lớn mèo nhỏ bắt chuột nhỏ thế chúng tôi thì biết là thân phận vì nhỏ bé cho nên thì chịu khó ngày ngày thuyết kinh giảng đạo tụng kinh niệm phật sám hối nghiệp chướng để giảng gì giảng pháp cho mấy gì mấy phật tử già già rồi tiền tài của cải nhường hết lại cho con rồi bây giờ chỉ còn gì còn gần như hai bàn tay trắng hoặc là gì với cái sổ lương nho nhỏ để an phận tuổi già thôi và tu tập để cầu gì? cầu sớm được thoát ly sinh tử về tây phương thôi. cho nên đó, đấy với chúng tôi là hàng gì tiểu tăng phúc mỏng nghiệp dày thì chịu khó gì ngày ngày thuyết pháp giáo hóa độ sinh để cho những gì cho những tầng lớp vừa vừa đấy, những tầng lớp vừa vừa không gọi là tầng lớp hạ lưu nhưng gọi là tầng lớp vừa vừa đấy, các phật tử đến với đạo còn cái tầng lớp là thượng tầng xã hội như quan chức nhà nước chính phủ các bộ ngành trung ương các quan chức ở đề cấp cao của các tỉnh hoặc là những các đại gia những nhà tri thức khoa học bác học vân vân đó thì họ lại đến với gì các bậc tôn túc trưởng lão đạo cao đức trọng tu hành lâu năm làm được nhiều việc phật sự ở trong giáo hội cũng như ở xã hội chúng ta thấy các cụ nói mà ở xã hội này nó có gì phân tầng xã hội hết đấy. Tuy chúng ta cứ nói là không Vô tướng, vô ngã Nhưng mà đó không phải đâu đó. Ở thế gian họ Nhìn nhận theo gì? Theo cách của thế gian ừ. Cho nên đó, ở đây quán thêm Bồ Tát Ngài đi Ngài Thấy là gì? Có những người muốn nhìn vào gì? Muốn nhìn thấy ông vua gì? Ông vua có quái trời Thứ năm là quái trời tự tại thiên vương Cho nên á Ngài gì? Ngài hiện ra cái thân gì? Trời tự tại thiên vương. Thậm chí là gì? Ở thế gian có những vị muốn hiện thành gì? Muốn thấy những vị sư gì? Đạo cao ngoài đạo cao đức trọng rồi. Mà còn phải gì? Ở những ngôi chùa to cảnh lớn. Khang trang sạch đẹp tráng lệ huy hoàng. Thì quán thêm Bồ Tát. Có thể thể hiện là một vị sư chủ trì ở ngôi chùa to cảnh lớn khang trang đẹp đẽ tráng lệ huy hoàng kia để giáo hóa độ sinh để độ cho những cái tầng lớp thượng lưu của xã hội Đã. thì tầng lớp thượng lưu họ mới quy phục những cái người như thế và họ cho những người như thế là gì mới là người giỏi cho nên quán thiên bồ tát thì hiện thành một vị một vị tăng trụ trì những ngôi chùa đó để hoàng pháp lợi sinh để độ cho những tầng lớp gì thượng lưu thượng tầng xã hội đó đó phân cấp rõ ràng đó các quý vị đã tùy theo cái căn cơ và cái tâm nguyện của chúng sinh mà quán thiên Bồ tát có thể tùy duyên để thể hiện giá hóa để độ sinh vậy còn tôi thì hoặc chúng ta bây giờ thì chẳng thể làm chẳng thể làm được điều đó vậy đó, đó, chẳng thể làm được điều đó, đó. mò mẫm lầm lũi hả? cố gắng để mà làm được một cái gì đó để độ cho gì được càng nhiều người gì càng tốt, cho dù là tầng lớp hạ lưu trung lưu cũng quý rồi. Thậm chí là độ được trong gì? Chúng sinh ở trong địa ngục cũng quý rồi. À vừa qua khi mà các vị biết không? À, ở tầng âm ở dưới này... đại tượng tuy chế xong hoàn thiện hết cả cảnh lục đạo. Mới có tạm tạm ổn cái cảnh gì? Cảnh 18 tầng địa ngục. Với lại cảnh thập điện Diêm Vương xử án mà thôi. Còn có ấy trời có ấy người có ấy Atula quái ngạ quỷ và quái súc sinh, năm quái chưa xong. À, chưa xong. Mới có hòm hòm được, gọi là tạm ổn được 18 tầng địa ngục. Và cảnh thập điện Diêm Vương xử áp Nhưng các vị biết không? Phương tiện trung sinh. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. <laughs> Tôi thấy nói như vậy là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chúng sinh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cho nên á rất rất nhiều những bạn trẻ và những Phật tử lớn tuổi có, trung tuổi có và ít tuổi có, kể cả những em bé, vân vân. Đến chùa Khai Nguyên không hỏi thầy ơi Tam Bảo ở đâu, không hỏi thầy ơi nhà tổ ở đâu, mà có mấy gì, mấy thanh niên gặp tôi đi uh, lang thang, đi dạo lang thang để kiểm tra đốc thúc các công việc ấy. Nó nhìn thấy thầy nó, A-di-đà à, Phật, thầy ơi cho con hỏi địa ngục ở đâu? <laughs> Đấy Hỏi thăm địa ngục ở đâu chứ không hỏi là tam bảo ở đâu Không hỏi là nhà thờ tổ ở đâu Không hỏi nơi thờ Phật ở đâu mà hỏi địa ngục ở đâu Vì sao mà hỏi địa ngục ở đâu Tôi cũng thấy là lạ Tại sao chúng sinh không hỏi là Thầy ơi tam bảo ở đâu mà chỉ hỏi địa ngục ở đâu à, Vì Thế xong rồi thì, thì Tôi mới bảo các sư ông trong phòng thông tin là thì với các chú phòng thông tin này là, à, làm lấy một cái, cái clip về 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 địa ngục để thì để cho họ xem cái cảnh khổ đó để làm cái phương tiện để cho những người biết bỏ ác làm lành lãnh giữ hành thiện các vị biết không làm xong cái clip đó rồi mới có 4 năm hôm nay mà gì? đến hàng hơn 200 nghìn lượt xem đây là một cái kỷ lục truyền thông của chùa Khánh Nguyên tất cả các bài pháp thì chầy chật phải đến gì đến hàng chục năm nay rồi chưa có cái clip nào mà chưa có cái video nào mà mà đạt được cái kỷ lục là trên 200.000 lượt xem cả. Mà cái clip này nói về quay về cảnh địa ngục chùa Khai Nguyên. <laughs> chưa đến một tuần mà có trên 200.000 lượt gì, lượt xem. Trên 3.000 mấy trăm lượt gì chia sẻ. Khủng khiếp luôn. Đây gọi đây gọi là gì gọi là À, gọi là sự đột biến của, của của phòng thông tin truyền thông về cái mảng thông tin truyền thông của Chùa Khai Nguyên của Đạo Tràng Tỉnh Tông Hội chúng ta nhưng mà à, vui buồn thế nào thì lợi ích ra sao thì chưa được kiểm chứng hết nhưng mà nghe các sư cô và các sư ông nói rằng này, là có hai bố con Bố dắt con thì lễ Phật xong rồi đi xuống thăm cảnh địa ngục. Vừa ra khỏi cửa địa ngục liền nói với thằng con trai. Bố nói với con thôi. Đấy con thấy chưa? Cả đời làm lụng. Tiền nhiều để làm gì? Chức cao để làm gì? Tới khi chết đi, nếu phải vào đó thì cũng gì? Cũng chẳng làm cái cũng chẳng để làm cái gì cả. Đó, tiền nhiều chức cao. Sau khi chết đi mà phải vào đó thì cũng chẳng để làm gì cả. Đó, đó là cái lợi gì? Cái lợi ngay trước mắt người cha dùng cái gì? Dùng cái giáo cụ giáo hóa trực quan của nhà Phật á của chùa khai nguyên đó để dạy bảo cho đứa con. Tiền nhiều để làm gì? Chức cao để làm gì? Nếu mà khi chết đi mà phải đọa vào đó thì tất cả tiền bạc và danh vọng chức tước cũng chẳng giải quyết cái gì cả các quý vị đó là gì? đó là cái lợi ích ngay với người bố và chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cả với gì đứa con hai bố con đi với nhau kia vậy rồi tôi thấy để mấy đoàn phật tử nữa đi vào đó niệm phật thật to Đi vào đó thì các cụ á, Vì trong đó có tiếng khóc, tiếng gào, tiếng hét Tiếng thét, tiếng rên, tiếng la Tiếng quỷ dữ, tiếng giả xoa ở trong đó nữa Cho nên là các cụ vào đó thì sợ quá hay sao Các cụ thì niệm Phật to lắm Thế tôi nghe niệm Phật to tôi đi xuống Không biết sợ có ai làm sao gì đó không đi xuống Thế là đi xuống thì thấy các cụ gì Vừa đi vừa ngắm vừa chắp tay niệm Phật Nhưng mà niệm thật to Tôi hỏi các cụ làm sao đấy Các Phật tử bảo bạch thầy chúng con không làm sao thế sao lại niệm Phật to thế? Một cụ bảo niệm để cho chúng sinh đau khổ trong này nó nghe thấy. Thế tôi bảo rằng vâng, thế thì tốt, thế các cụ cứ niệm đi. Nhưng mà đừng có cụ nào đăng ký vào trong này nhá. Thế các cụ bảo không, chúng con tu nhìn thấy đây sợ lắm rồi, vào đây đấy thì nó sởn gai ốc rồi, thầy còn bảo chúng con ai chúng con đi đăng ký vào trong này nữa. Không, chúng con không ai đăng ký vào vào đây đâu. Đó, đấy. Cho nên đấy là một cái giao hóa gì? giáo hóa trực quan không cần dùng lời nói chỉ cho rất nhiều người vậy rồi thấy cái cô gái nói với cái anh bạn của cô ấy nói gì đấy nhá ác và đừng có nói việc ác sau này chết đi phải gì phải đọa vào đấy 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 là gì đấy chính là cách khuyến thiện trừ ác vậy của nhà Phật vậy có rất nhiều phương tiện mà đó chính là phương tiện bồ tát quán thế âm thì dùng các gì dùng các phương tiện từ mình để hóa thân ra để độ chúng sinh tôi chẳng dùng các hóa thân tôi chẳng có thần thông để dùng hóa thân thì tôi dùng gì tôi dùng tâm huyết tôi dùng trí tuệ để dùng tâm huyết trí tuệ để làm cái việc đó để gì để giáo hóa độ sinh nhiều người đến thì khen là địa ngục của chùa khai nguyên đẹp thế tôi bảo sao lại các cụ lại khen địa ngục chùa khai nguyên đẹp thế <laughs> thế các cụ bảo là thật mà chúng con đi á vào trong đại nam rồi để đi vào trong suối tiên rồi thấy địa ngục ở trong đó không đẹp tí nào cả nhưng địa ngục chùa khai nguyên thì đẹp thế thế tôi bảo chả có địa ngục nào đẹp đâu các cụ các cụ cứ nhìn lại xem có địa ngục nào đẹp đâu địa ngục chẳng có địa ngục nào đẹp cả đấy gọi là gì gọi là nó có hồn thế hồn là sao có nghĩa là nhìn nó gì nó rùng rợn nó như thật vì sao mà rùng rợn mà, mà như thật Vì sao làm được cái điều đó Cái thứ nhất Cũng phải nói gì Cảm ơn các uh, hai tổ thợ của uh, chú Bảo và chú Đính Hai tổ thợ các chú gì Chuyên về đắp vẽ cho nhà chùa Và đặc biệt là đắp vẽ thì 18 tầng địa ngục ấy Ngoài tay nghề của thợ ra Đến cái cảnh địa ngục nào Tự tôi đi vẽ ra Tôi đi chia các thầy kỹ sư ở đâu không Tôi bảo không tôi là nhà thiết kế tôi là nhà kỹ sư tôi là nhà giám sát và tôi làm chỉ có mỗi gì tôi không phải tạo mẫu như vậy nói ý tưởng ra cho các gì các chú thợ nó đắp quỷ đứng ra làm sao thì tôi đứng tôi làm mẫu thì làm mẫu cho gì cho các chú ý tưởng tượng ra đấy tôi thì, tôi thì không có thần thông để hiện làm cả quỷ thần thì tôi đứng làm mẫu thì mẫu quỷ thần để cho cho mấy chú thợ nó đắp cho nên 18 đồng địa ngục mà hình thái khác nhau nào tội nhân đứng ra làm sao Thì hiện cái là được ngay nhưng tôi thì phải gì không có thần thông thì tôi cùng với tăng ni trong chùa gì làm nên cái điều đó. gấp đôi gấp ba cảm thấy gấp 4 năm lần gì năm ngoái veo luôn đây là chưa kể là gì họ gửi khắp ngoài nhà dân nữa vài chục ngàn người về chùa một ngày như thế 10 người đến thì có đến gì đến 8 người vào thăm cảnh địa ngục 8 người vào thăm cảnh địa ngục tôi chỉ cần được 5 người là gì là biết sợ cái ác, biết hướng tới cái thiện. Thế là tốt rồi. Mười người chỉ cần năm người biết bỏ cái ác, biết hướng cái thiện, biết làm việc thiện, biết gì, biết trừ cái ác, đó là quý rồi. Từ đó dần dần gì, trong năm người đó chỉ cần gì, một hai người tín Phật, hiểu Phật và quy y tam bảo và theo làm đệ tử tại gia của Phật là quý rồi ngàn người vạn người trong số đó thì được một hai người xuất ra đầu phật trên cầu phật đạo dưới đội chúng sinh báo phật ân đức là là quý rồi <laughs> đó các vị thấy không bồ tát có cách độ của bồ tát tôi chưa phải là bồ tát thì mình cũng phải nghĩ ra cách để mà gì mà độ chúng sinh chứ cứ ngồi đấy để đợi thành bồ tát biết bao giờ cho thành nay không làm việc thiện bao giờ cho thành bồ tát nay không đội chúng sinh bao giờ cho gì cho thành phật các quý vị cũng vậy thôi Về mình đi mình thấy cảnh đẹp Của chùa Lễ Phật Thấy tâm thanh tịnh xấu ác đã làm Biết chừa bỏ phát nguyện không tái phạm những việc gì Việc xấu chưa sinh Đó chính là Là việc tốt Không chỉ dừng lại ở đó Ta còn gì ta còn có thể đi tuyên truyền Cho hàng xóm láng giềng Cho bà con gì Bạn bè ở trong thôn, trong làng, trong khu phố của chúng ta gì Đến đó mà xem Đến đó mà lễ, đến đó mà xem Cảnh Phật thì đẹp lắm Cảnh gì, cảnh khổ cũng gì Cũng không phần, không kém phần gì Đáng sợ Đến đó mà xem Cảnh đẹp cũng có Cảnh gì, cảnh địa ngục đáng sợ Cũng có Muốn thành Phật Hay muốn vô trong địa ngục Muốn, muốn chui vô trong địa ngục Đều do gì? Do chúng ta hết đó cho nên chúng ta thấy Chúng tôi mới có cái ý tưởng gì Phật và địa ngục Phật, Bồ Tát Hiền Thánh, Tổ Sư Đều ở trong gì? Trong một khối chỉnh thể vậy Nếu mà đi lên thì là gì? Là Phật Đi xuống thì là gì? Là chúng sinh lục đạo luân hồi Và là gì? Là cõi khổ của 18 tầng địa ngục vậy Tất cả đều ở trong gì? trong một kiến trúc một kiến trúc chính thể của Phật giáo vậy cái này ở Việt Nam chúng ta chắc chắn tính cho đến thời điểm này chưa có ở nơi nào có trên thế giới tôi nghĩ rằng gì chắc chắn cũng chưa có một nơi nào có một ngôi chùa của Phật giáo một pho tượng Phật nhìn ở bên ngoài thì gì? là một pho tượng Phật Âm dưới lòng đất Có một cái gì đó Nó khó diễn tả Có một cái gì đó Không thể dùng lời nói có thể lột tả hết được Mà phải đi vào thì mới gì Mới khám phá Đi vào thì mới thấy được Đó chính là cảnh lục đạo luân hồi Cho nên Cũng chúng ta phải tìm cách để mà, gì? mà giáo hóa độ sinh Để tăng trưởng công đức là như thế. Muốn thành Phật trong tương lai thì chúng ta cũng phải tu, ngoài tu cho mình cũng phải gì? khuyến hóa người tu. Cho nên các Phật tử chúng ta hoặc là những gì những thiện nam thì nước đi về rồi chúng ta có thể khuyên mọi người đến để đến đó để chiêm bái trước là lễ Phật sau là thăm cảnh khổ để đừng có bao giờ đừng có bao giờ phạm phải những điều ác để mà sau này phải chui vào đọa vào đọa lạc vào cái cảnh khổ như thế lúc đó thì có kêu rời trách đất trời đất cũng chẳng gì chẳng thể cứu được mình nữa đó cho nên ở đây chúng tôi muốn nói rộng thêm như thế để cho chúng ta thấy gì chúng ta cũng có thể học theo Phật Bồ Tát để hóa thân hoặc là để gì để tuyên truyền gì dứt ác hành thiện Đấy, gọi là dứt ác hành từ đó trong nhà Phật thì chữ Hán gọi là tức ác hành từ Dịch cho tiếng Việt thì gọi là dứt ác hành thiện hay là dứt ác làm thiện. Chúng ta đến cũng có thể làm được vậy. Rồi trong kinh Đức Phật lại nói nữa, nếu có người cần dùng thân trời đại tự tại mới có thể độ được thì Bồ Tát Quán Âm liền hiện thân trời đại tự tại vì họ mà nói Pháp. Thân trời đại tự tại ở đây tức gọi là đại tự tại thiên vương hay còn gọi là gì? có nơi còn gọi là vị vua này chính là vua gì vua tha hóa tự tại thiên vương tức là vị vua này á à, trong kinh phật chúng ta biết không chính là thiên ma ba tuần đó các quý vị vị vua ở quái trời này chính là à, vua vua quái trời tha hóa tự tại này chính là quái trời gì thiên ma ba tuần vì sao vì vị vua quái trời này có thần lực nhất trong sáu vị vua ở quái trời dục giới vị vua quái trời này thường là gì dùng cái thần lực của mình để gì để thu hút công đức của các gì các quái trời khác ở dưới mình và nhân gian gì đem cống nạp cho gì cho họ cho nên vị vua này nó không muốn cho ai giải thoát không muốn cho ai gì được chứng thánh quả như là phật như là bồ tát vì một người chứng thánh quả thành Phật đó. Thành Bồ Tát thì độ được cho rất nhiều Những chúng sinh Mà chúng sinh đó là chịu sự quản lý của ai Chính là chịu sự quản lý Của vị vua gì Tha hóa tự tại Hay còn gọi là đại tự tại thiên vương này <laughs> Các quý vị thấy không Đó Có thần thông Có thể biến hóa thành hình gì Thành hình tướng của, gì? của Phật cơ mà đó. Vì vua này thì Quái trời này có thể Thì hiện rảnh y như thân của Phật không có khác Nhưng chỉ có mối quang minh và công đức thì. Vì này không thể giả được mà thôi Còn thân đó, Thì cũng đầy đủ 32 tướng tốt Và 80 vẻ đẹp như là thân Phật Nhưng quang minh đó, Thì hào quang phát ra thì Quang minh hào quang của Phật đó Thì phát ra thì sáng nhưng mà Lại gì Khiến cho chúng sinh nhìn thấy được an lạc Nhưng ấy, chúng sinh Thiên ma ba tuần này cũng hiện ra thân Phật thì như rồi, giống rồi, hệt rồi, không sai rồi. Nhưng mà quang minh á, trên thân đã phóng ra thì thì sáng chói. Chúng sinh nhé chạm đến thì cảm thấy là sợ sệt bất an, giống như ánh sáng của mặt trời chiếu vào chúng ta thì sẽ gì nóng và rát. Còn ánh sáng của của gì? Của bóng đèn này thì chiếu vào chúng ta thì không thấy gì, không thấy nóng và gì và rát. Còn ánh sáng mặt trời thì nóng và rát vậy. Đây tôi lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta dễ hiểu thôi đó. một ví dụ gần gũi như vậy chúng ta dễ hiểu cho nên người nào mà khôn á, có sự hiểu biết á, thì chỉ cần nhìn gì ông phật kia do thiên ma ba tuần hóa ra chỉ cần nhìn ánh sáng một cái thì thấy chói mắt lóa mắt và thấy gì biết ngay đó là gì là thiên ma hóa ra là phật còn thì phật thật đó thì quang binh là gì tuy sáng rực đó nhưng mà không gì không chói mắt và thấy tấm án ý gì ý yên thấy tâm man ý yên thì đó là chính là thấy quang minh của phật còn thấy tâm gì hồi hộp lo âu và trói mắt thì đó là quang minh của thiên ma ba tuần vậy giả phật vậy đó cho nên ở đây nhưng cũng có vị ở thế gian chúng ta thấy cũng có người nó muốn gì muốn có quyền lực ừ. Vị vua quái trời này thì cực kỳ có quyền lực các quý vị. Cực kỳ có quyền lực. Trong tất cả các vị vua quái trời dục giới thì vị vua quái trời này là vị vua có quyền lực nhất, có có quyền lực gì? Gấp nhiều lần quái quái trời thứ hai là quái trời đau lợi của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vua quái trời đau lợi tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế so với thần lực tuổi thọ và thần thông của gì? Với vị vua quái trời thứ sáu thao hóa tự tại thiên này á, thì khác nhau một trời một vực với các quý vị Đó. nhưng vì vua quái trời này á, thì có một cái tâm gì đố kỵ ích kỷ và nhỏ mọn có nghĩa là sao vì vua quái trời này nó không muốn cho ai gì học phật giải thoát cả vì sao nếu càng nhiều người học phật giải thoát á, thì nó gì nó càng mất đi kẻ hầu người hạ nó chỉ muốn cho người nào gì ham đắm về tài sắc danh thực thùy à, tiền tài sắc đẹp danh vọng thức ăn và ngủ nghỉ à, cứ đắm chìm đắm ở trong đó thì để mà đi làm công gì để cho vị vua quái trời này nó hút gì mình gọi nôm na là nó lấy đi công đức của mình mà thôi ví dụ như chúng ta tu chúng ta tụng kinh niệm phật được có bao nhiêu công đức á chúng ta thì khi tụng kinh niệm phật thì nghĩ thì tâm thanh tịnh thì nghĩ ngon ngoan lắm nhưng khi đi xuống gì đi xuống dưới ngồi anh em huynh đệ ngồi chơi với nhau một chút đó, thì khi ai mà trêu chúng ta một vài câu nói mà chạm đến từ ái chúng ta thì sân lên sồn sồn và chúng ta gì chúng ta khởi niệm sân lên và cái niệm sân đó chính là cái bẫy của thiên ma ba tuần nó răng ra nó răng ra chúng ta khởi niệm sân lên thì chúng ta gì bị mất công đức mất đi đâu thiên ma ba tuần nó răng cái gì răng cái lưới sân ra và chúng ta gì khởi niệm sân lên thì công đức chúng ta gì dính vào cái lưới sân đấy và thiên ma ba tuần gì lấy công đức tu của chúng ta một cách gì dễ dàng như là như là kiếp cướp đồ vật trên tay của một đứa trẻ con vậy các quý vị có hiểu không <laughs> đó chứ đừng có nghĩ là thiên ma ba tuần là gì là ba đầu sáu tay đáng sợ lắm ở dưới gì ở dưới địa phủ này đâu ở dưới thì dưới lòng đất chuồi lên đâu các quý vị Thiên ma ba tuần chính là vị vua Của quái trời thứ sáu của dục giới Công đức phúc báo Hơn cả ngọc hoàng thượng đế đến gì Rất nhiều lần nữa các quý vị Thọ mạng Cũng gì hơn cả ngọc hoàng thượng đế Rất nhiều lần các quý vị Chứ đừng nói chi là chúng ta Cho nên Tất cả chúng chư thiên Ở từ quái trời thứ năm trở xuống Đều chịu sự chi phối của gì của quái trời thứ sáu này đấy và cái lưới của vị vua quái trời thứ sáu này răng ra tất cả chư thiên từ quái trời thứ năm trở xuống đều có thể gì mắc vào đó các quý vị ạ cho nên đó mới gọi là quái gì quái tha hóa tự tại tức là lấy gì lấy công đức của những người khác những chúng sinh ở quái trời và quái người từ quái gì quái thứ năm trở xuống cho đến gì cho đến quái người chúng ta để gì đem về làm công đức của gì của họ vậy <laughs> đấy chúng ta thấy vì sao họ lại được hưởng cái phần đó đều do nhân quả cả đều do đời trước kiếp trước họ cũng có có tu đại phúc đức đại thiện duyên nhưng mà do gì do họ khởi cái lòng tham khởi cái lòng gì tham được tiền tài danh vọng được sự cung kính cúng dường được sự cúm núm hầu hạ của mọi người họ cầu mong cái điều đó đem công đức đó họ hồi hướng được sinh thì cho nên họ sinh lên quái trời này nhưng mà hết phúc báo họ sẽ bị gì đọa xuống rất gì rất nhanh thiên ma ba tuần cũng có ngày phải hết tuổi thọ ở quái trời thứ sáu đó quái trời thứ sáu trong kinh phật nói là tuổi thọ sáu ngàn, sáu ngàn năm một ngày một đêm bằng sáu trăm năm ở thế gian này tuổi thọ thế giới đó chư thiên trên quái trời thứ sáu đó gì là sáu ngàn tuổi một ngày một đêm bằng 600 năm ở nhân gian này cho dù một ngày một đêm bằng 600 năm tuổi thọ 6.000 tuổi nhưng cũng có đến ngày gì ngày tận số vậy trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói gì tuổi thọ cao nhất là quái trời phi tưởng phi vi tưởng xứ của quái trời vô sắc giới tuổi thọ gì 80 vạn đại kiếp nhưng 80 vạn đại kiếp ấy hết Vì chư thiên ở trên quái trời đó Cũng có thể bị rớt xuống gì Nhân gian Thậm chí là đi vào ba đường ác đạo địa ngục Ngạ quỷ súc sinh Cũng như gì Như ai không khác vậy Đó cho nên á Ở trong kinh Tùng kinh di đà sang huân tu sám hối chúng ta mới gì Có cái đoạn là đệ tử chúng con Nguyện đem công đức Niệm Phật này để gì Để cầu Cầu gì nhỉ Chẳng cầu phúc báo nhân thiên Chỉ cầu đạo vô thượng Bồ đề mà thôi Là như thế Tức là chỉ cầu gì Cầu được sinh về Tây Phương mà thôi Cầu về Tây Phương để thành gì Để thành đạo vô thượng Bồ đề Tức thành Phật Chứ không cầu phúc báo nhân thiên để làm gì Đó Cho nên á ở đây Phật nói là gì? nhưng ở trên đời cũng có những chúng sinh họ thích thấy gì họ thích chỉ được chỉ có thích là phục tùng những người nổi tiếng những người có quyền lực mà thôi giống như trên đời các vị biết không nôm -um na nói gần nói xa chẳng qua nói thật tóm lại có những người làm quan làm quan nhỏ thì họ chỉ chỉ thích nghe những chỉ thị của người làm quan trên tức là quan to hơn còn á chúng ta có đem gì chân lý của đức phật có đem giáo lý của đức phật đó để nói chuyện với họ để khuyên họ mong họ gì với chúng ta có sự đồng cảm để đưa đến một cái gì cái việc làm tốt đẹp nhất gì cho nhân dân cho xã hội nhưng họ nghe không họ không nghe họ không nghe nhất định họ không nghe ta có nói đến rát cả cổ họng mà hết ngày này có tháng khác họ cũng gì nhất định không nghe nếu chúng ta biết được thì cái bệnh của họ là gì có mà cái có mà chỉ có một loại thuốc mới có thể chữa được cái căn bệnh gì cái căn bệnh gì ngang bướng cái căn bệnh là gì là ương ngạnh của họ chỉ có một loại thuốc có thể chữa được đó gì loại thuốc đó chính là loại thuốc gì cấp trên của họ loại thuốc đó có tên là gì cấp trên ấy thì bây giờ chúng ta phải có cách nào đó để nói với gì ông cấp trên của họ và một hôm nào đó ông cấp trên của họ gì gọi họ đến hoặc chỉ một cần một cú điện thoại thôi hoặc là gì hôm nào đi công tác gặp nhau thì ông chỉ cần vỗ vai bảo này cái việc ấy việc ấy tôi thấy anh gì phải tạo điều kiện gì cho nhân dân hay là cho nhà chùa hoặc là cho gì cho bất cứ người nào đó người nào đó vì tôi thấy cái việc đó là tốt chỉ cần một câu nói của cấp trên của ông ta như vậy thôi ngay lập tức về gì ông ta thay đổi suy nghĩ thay đổi cách hành động và gì răm rắp để làm theo cho nên ở đây có những hạng người họ không sợ đạo đức họ không sợ việc gì thậm chí xin lỗi các vị về pháp luật họ không sợ <laughs> đạo đức không sợ đã đành nhưng pháp luật họ cũng không sợ Tức là gì? Họ là kẻ gọi là gì? Lừa trên dối dưới. Họ lừa được ai thì họ lừa dối được ai thì họ dối. Cho nên đó, với pháp luật họ lách được cái gì thì họ lách. Ở đời họ gọi là những vị quan này gọi là gì? Quan tham. Trong chính trị, thống chính trị bây giờ họ gọi là con sâu. Tổng bí thư đương nhiệm của chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ gì? Xếp cái hạng người đó gì? con sâu những con sâu các cụ ngày xưa chúng ta hay nói là con sâu làm dầu nổi canh mà những những vị làm quan mà gì. như thế thì gọi là gì là gì? tổng bí thư gọi là con sâu hay còn gọi là gì? con chuột <laughs> tổng bí thư gọi là con chuột cho nên ngày mà có câu nói rất nổi tiếng là gì? đánh chuột à, bắt chuột hay là đánh chuột ừ những con sâu và những con chuột ở trong xã hội này. Cho nên là những cái kẻ như thế thì họ chỉ sợ cấp trên của họ thôi. Sợ cấp trên của họ gì? Cắt phen cái ghế của họ đi thôi. Và gì? Dành cái ghế của họ cho người khác ngồi thôi. Cho nên là cấp trên đến khi đó thì cấp trên bảo họ thế nào thì họ gì? Họ phải nghe thế. Bảo họ gì? Ông phải gì? Phải làm cái việc tốt cho dân. Thì tự nhiên ông thế gì? thấy run lẩy bẩy và nghĩ gì sợ cấp trên đã gì hay là cấp trên đã biết được mình gì làm xấu một cái gì đó rồi cho nên về liền là gì? liền là làm việc tốt nó giống như con ngựa mà cho dù bất kham đến đâu thấy cái người chủ dơ roi lên thì liền là biết gì biết nghe theo lời chủ giống như con trâu bướng đến đâu á nếu mà buộc cái dây vào mũi á thì giật thì nó biết gì biết đi sang bên trái nếu mà dùng cái dây vặt á thì nó sẽ biết gì biết đi sang bên phải Chúng ta nhớ nhé Con trâu của người nông dân đi cày đi bừa Nếu giật một cái thì nó sẽ đi sang bên gì? Bên trái Nếu vặt một cái thì nó sẽ đi sang đúng bên Bên phải vậy Nếu mà chúng ta gì? Không có cái dây buộc của cái mũi của nó xem Có bảo nó gì? Bảo nó đến trăm ngàn lần là gì? Là giật Hay bảo đi sang bên phải cho tôi nó có đi không? Chắc chắn không Hay bảo là gì? Đi sang bên trái cho tôi nó có đi không? Chắc chắn cũng không Cho nên phải có cái sợi dây buộc vào chung mũi của nó Chúng ta giật nhẹ một cái bảo giật một cái là nó sẽ biết ngay là gì Nghe theo lời ông chủ của nó đi sang bên Bên trái ngay Thế là khiến cho đường cày gì Đường cày thẳng tắp ngay có gì đâu Đó Pháp luật cũng như thế Pháp luật như là sợi dây xỏ vào gì Vào cái mũi của <laughs> Của tất cả người dân chúng ta Ai cũng phải gì Phải nghe Ai cũng phải chấp hành Nhưng có những người không chấp hành Cố tình gì Đi làm suy nghĩ và làm trái nói trái lại gì lại pháp luật thì người đó thì phải bị giật nhẹ thì giật mà nặng thì gì thì dùng roi để mà quất cho nó thôi ừ. đó cho nên cái trường hợp này gặp phải những cái người mà gì căng cường khó độ muốn gì nó chỉ sợ những cái người uy quyền hơn hơn họ hơn nó thì đại bồ tát quán thế âm ngài dùng gì dùng ra thân trời trời đại tự tại hay còn gọi là gọi là vua của quái trời hóa lạc hoặc chúng chư thiên là quái trời gì à xin nói vua của quái trời tha hóa tự tại và thì mới có thể độ được gì được họ thì bồ tát quán thế âm sẽ làm như vậy đấy các quý vị đó chính là đại phương tiện đại phương tiện Cho nên chúng ta thấy các vị tổ sư của chúng ta thời xưa từ thời gì thời đinh lê tiền lê đó, lý trần hậu lê thời nguyễn cho đến bây giờ chúng ta thấy gì? có những vị hòa thượng những vị thượng tọa ni trưởng ni sư đại đức tăng ni những vị cao tăng thạc đức các ngài gì cũng dùng phương tiện thường hay gần gũi với các gì những vị có gì có quyền cao chức trọng ở trong xã hội để mà gì tùy duyên hoàng pháp lợi sinh chúng ta thấy thời đức phật còn tại thế vậy ngài đi đến đâu chúng ta thấy cái người mà gì cái vị ông vua ở đất nước đó mà đủ duyên đó ngài thường đi vào thẳng kinh thành đế độ trong vua đó ông vua đó mà mà theo phật đó, tin phật đó. theo phật đó thì các quan cũng sẽ tin phật theo phật vua tin phật quan tin phật thì dân cũng sẽ tin Phật các quý vị. Cho nên là Phật độ một người để một người khuyến hóa hàng vạn người đó chính là ai? Chính là độ cho ông vua vậy. Phật độ một người để một người độ cho hàng nghìn người đó chính là ai? Đó chính là độ cho ông quan vậy, độ cho ông công chúa, độ cho cô công chúa, độ cho gì? Ông hoàng tử vậy. Các vị thấy không? Ai bảo Phật không khéo? Ai bảo Phật không dùng phương tiện? Phật khéo chứ? Phật dùng phương tiện chứ? Phật phải dùng phương tiện mới gì? độ được cho muốn độ được cho vạn người ở trong đất nước đó thì Phật phải gì độ được cho ông vua muốn độ cho hàng nghìn người thì Phật phải độ cho gì ông quan lớn và độ cho cô công chúa độ cho ông hoàng tử độ cho ông trưởng giả đó các quý vị thấy không bây giờ nếu mà ở trong một chúng tôi chủ trì trong một ngôi chùa nếu muốn độ cho gì hàng vài trăm vài ngàn Phật tử ở trong khu vực thì ít nhất phải quan hệ tốt với gì nói nôm na bây giờ là gì ông chủ tịch xã <laughs> đúng không ông bí thư đảng ủy xã ông chủ tịch xã hoặc ở phố thì là ông bí thư đảng ủy phường ông chủ tịch phường và các gì các vị chủ chốt lãnh đạo của phường của xã rồi nhấn đến gì nhấn đến gì bí thư thôn trưởng trưởng ban mặt trận của gì các thôn <laughs> đến khi đó gì những tầng lớp tinh hoa ở trong xã trong thôn mà gì họ ủng hộ thì nhân dân cũng sẽ gì sẽ ủng hộ mình thôi những tầng lớp tinh hoa như là gì người lãnh đạo ở trong xã trong thôn mà không ủng hộ thì ông sư đó gì còn lâu mới hoàn thành công việc Phật sự ở trong ngôi chùa của mình được đó các quý vị đây là gì đây là kinh nghiệm xương máu Phật truyền cho tổ 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 truyền nhau bây giờ đến gì đến thời đại chúng ta này ai mà quên điều đó người đó không gì không hành đạo được bất cứ ở quốc gia nào kể cả ở Mỹ là một quốc gia gì được gọi là chân chủ bậc nhất trên thế giới nếu mà một vị sư xuất gia hoặc là gì đang hành đạo ở Mỹ mà đi ngược lại gì chính sách pháp luật của các tiểu bang đó hoặc các bang đó hoặc các gì các khu vực đó thì vị sư đó cũng không hành đạo được không hoàng pháp được thậm chí muốn xây chùa gì còn khó chứ đừng nói hành đạo và hoàng pháp ở đất nước Mỹ dân chủ Tôi cứ cho là như thế vì thế giới họ đều cho rằng Mỹ là một nước dân chủ là cái nôi của dân chủ của thế giới mà nhưng mà dân chủ cũng gì cũng có pháp luật và cũng có người gì người nắm giữ pháp luật người cầm cương nảy mực pháp luật của gì của nước Mỹ đó là chính phủ trên là tổng thống dưới đến các bộ ngành và đến gì các bang các tiểu bang vân vân chúng ta thấy bất cứ ở quốc gia nào ở trên thế giới này nếu mà một vị tăng ni mà muốn gì muốn hoàng pháp lợi sinh muốn đem giáo pháp của đức phật để đi vào lòng người lòng dân đó, cũng đều phải được gì chính quyền các cấp ở quốc gia đó họ ủng hộ thì mới có thể hành đạo mới có thể tu đạo và làm đạo được đây đây là chân lý đấy tách rời cái đó thì chúng ta không thể tồn tại một mình được đâu Chúng ta biết nếu tách rời được thì Phật ngày xưa ngài gì? Làm gì có chuyện ngài là đi vào gì? Kinh thành để ra hóa trong vua. Vào kinh thành để thuyết pháp độ cho gì? Cho ông vua. Cho nên đây là một cái bài học. Một bài học kinh nghiệm mà chúng ta gì? Không cần Phật phải nói. Ở trong kinh là các ông phải gì? Phải gần gũi các ông vua. Hoặc gần gũi các vị gì? Lãnh đạo thì các ông thì mới gì? Mới truyền được pháp. Không cần Phật phải nói điều đó. Nhưng nhìn việc Phật làm chúng ta là đệ tử Phật phải gì phải biết ngay hiểu ngay là gì à muốn hoàng pháp được muốn hành đạo được thì phải gì phải được những người những tầng lớp gì gọi là tầng lớp gọi là tầng lớp thượng lưu tầng lớp quý tộc ở trong xã hội đó tin tưởng và ủng hộ thì chúng ta mới có thể hành đạo và hoàng pháp được cho nên ở đây quán thiên bồ tát Chúng ta thấy không? Người cần dùng thân hình nào thì gì? Quán thêm Bồ Tát liền thì hiện ở trong thân hình đó để độ sinh. Cần thì hiện làm Phật thì Bồ Tát quán thêm hiện làm Phật để độ. Cần thì hiện là vua quái trời gì? Vua quái trời gì? Thứ sáu tức là vua quái trời gọi là ma vương. <laughs> quán thêm Bồ Tát cũng hiện làm thân gì? Thành vua của gì? Của quái trời thứ sáu tức là gì? Thân ma vương đó để độ sinh. Quán Thiên Bồ Tát cũng sẵn sàng thị hiện vào đó để độ chúng sinh. Đây chính là phương tiện thiện xảo của Phật giáo đại thừa chúng ta. Rồi nữa Đức Phật nói gì? Nếu có người cần dùng thân thiên đại tướng quân mới có thể độ được thì Quán Âm Bồ Tát liền hiện thân thiên đại tướng quân vì họ mà thuyết pháp. Thiên đại tướng quân là sao? Tức là vì đại tướng gì? Đại tướng quân cầm binh gì? cầm binh phổ binh điều binh khiển tướng của của chúng chư thiên ở trên các quái trời chúng ta biết các quái trời cũng có gì cũng có thiên binh có tinh binh có thiên binh chúng ta biết trên quái trời dục giới vẫn còn có chiến tranh mà quái trời tứ thiên vương thường phải gì đánh nhau với các thần atula trong kinh phật kể có những trận đại chiến là gì các vị thần Atula đánh qua gì qua cả bốn quái trời bốn bốn cảnh trời đông tây nam bắc của bốn vị thiên vương bốn vị thiên vương gì thua phải rút binh chạy lên tận gì tận thành trì của cung trời thứ hai là cung trời đao lợi rồi vào cầu cứu gì cầu cứu vua trời thứ hai là ngọc hoàng thượng đế, ngọc hoàng thượng đế khi đó thì trong kinh nói là tắm rửa sạch sẽ, sông gớp hương hoa và lên gì lên chính điện tức là lên gì lên diệu pháp đường đó nhất tâm đọc tụng gì ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh tụng bát nhã tâm kinh trên hư không tự nhiên rồi đao kiếm vũ khí rơi từ trên hư không xuống và khiến cho atula gì atula chết như ngả rạ. Đã các vị vua Atula gì dùng các thần lực trốn gì vào núi dao, kiếm thương mâu gì chọc xuyên cả núi Atula chẳng thể trốn được cho nên phải trốn gì trốn xuống dưới ao sen của của chùa trốn xuống ao sen của chùa và chui vào trong gì dùng phép làm con sâu biến làm thành con sâu chui vào trong ngõ của cây sen đó thì mới gì mới thoát được nạn gì nạn mưa đao kiếm của thiên đế thích kiểu thi ca đó các quý vị Ừ. thôi thời gian không có cho nên tôi không kể dài về câu chuyện đó à, sau này nếu có duyên à, giảng lại thì chúng tôi sẽ kể sâu hơn và đây là về giảng đại cương thôi mà đó. cho nên các quý vị thấy các quái trời vẫn còn phải có chiến tranh mà chiến tranh thì sẽ có gì có chết chóc chết chóc đồng nghĩa và có gì có chia lìa có chia lìa thì đồng nghĩa có sự đi lên và sự đi xuống đi lên cũng có thể có người có phúc nhiều hơn thì đi lên quái trên quái trời trên nhưng cũng có người gì kem phúc thì đi tọt xuống nhân gian nói nôm na tóm lại ở trong đoạn kinh này đức phật nói gì nếu người làm gì cần dùng thân thiên đại tướng quân tức là một vị võ tướng ở trên quái trời điều binh khiển tướng thiên binh vạn vạn tướng ở trên quái trời thì để cái thế có cái thế uy hùng lẫm liệt ở trên quái trời thì quan thiên bồ tát cũng thể hiện thành một vị đại tướng quân ở trên gì trên cõi trời để độ cho người đó rồi nữa phật nói là gì nếu người cần dùng thân của tỳ sa môn thiên vương mới có thể độ được thì bồ tát quan năm liền hiện thân tỳ sa môn thiên vương mà nói pháp tỳ sa môn thiên vương ở đây cũng để cũng chỉ cho vua của một cõi trời vị vua của một cõi trời đó là vua tỳ sa môn thiên vương thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng thể hiện thành thân của một vị tỷ sa môn à, vua của một vị quái trời một quái trời nhỏ ở trên thì thuộc dục giới của chúng ta thôi à, quái trời này nó thuộc về quái trời nhỏ à, ví dụ như thế giới chúng ta thì Đức Phật chỉ có nói là, là có một cõi thôi đó là cõi gì cõi Nam Thiệm Bộ Châu vị vua của cõi Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta có tên là gì là Đại Truyền Luân Thánh Vương à, nhưng trong cõi Nam Thiệp Bộ Châu của chúng ta này có rất nhiều nước gì nước nhỏ ví dụ như Việt Nam này Lào này Campuchia này Thái Lan này Nhật Bản này Trung Quốc Hàn Quốc Mỹ Úc Pháp Canada vân vân chẳng hạn đó đó là gì là những nước nhỏ ở trong cõi gì cõi Nam Thiệp Bộ Châu này vị vua cai quản bốn châu thiên hạ đó chính là chính là đại chuyển luân thánh vương Bốn châu thiên hạ đó là Đông Thắng Thần Châu Nam Thiểm Bộ Châu Tức là trái đất chúng ta này Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Cô Lô Châu à, Vị vua cai quản Bốn châu thiên hạ này Chính là Đại Chuyển Luân Thánh Vương ừ, Cho nên ở đây chúng ta thấy Dưới vị Đại Chuyển Luân Thánh Vương này Tôi chỉ nói ngay về quán Nam Thiểm Bộ Châu Chúng ta này thôi Có mấy trăm nước Thì mỗi nước có gì Có một vị à, lãnh đạo tối cao nhất như là đất nước Việt Nam chúng ta theo gì theo Đảng Cộng sản thì bị lãnh đạo tối cao nhất đó chính là Tổng Bí thư như các nước dân chủ như là Mỹ thì gọi là gì Tổng thống Nga thì gọi là Tổng thống và à, à, Anh thì gọi là gì Đức thì gọi là gì? Thủ tướng vân vân Nhật Bản gọi là Thủ tướng những người lãnh đạo cao nhất của đất nước họ thì tùy theo cái chế độ pháp luật của nước đất nước đó mà có nước thì gọi là Tổng Bí thư gọi là gì là Thủ tướng gọi là tổng thống vân vân à. nhưng tất cả đều ở trong gì ở trong một quái nam thì bộ châu này à, thì ở đây vua tỷ sa môn thiên vương à, tỷ sa môn thiên vương này cũng là một vị vua ở quái trời nhưng mà gì một quái trời nhỏ thôi à, một vị vua quái trời nhỏ thôi tuy là nhỏ nhưng mà phúc báo cũng hơn gì hơn quái người chúng ta rất nhiều thọ mạng phúc báo hơn quá nhiều chúng ta quái quái người chúng ta thì rất nhiều cho nên quán thêm Bồ tát nếu người cần gì dùng thân trời của à, thân gì của tỷ sa môn thiên vương này đó, thì Bồ tát quan thêm cũng dùng cái tâm thân này để độ cho cho người đó thân của các vị này chúng ta thấy tượng hộ pháp chưa các vị nhìn thấy tượng hộ pháp chưa tượng tượng các vị thần chưa tượng các vị thần hộ giới ở trong nhà nhà chùa chưa à, các vị vào chùa cứ thấy các hộ pháp đó mắt mũi thì gì nhìn rất là ghê sợ. Nhưng các ngài có một sức mạnh phi thường. Đó chính là gì? Chỉ cho thân của các vị gì? Ở các cõi gì? Tỷ sa môn này đó. Các vị thần này đó. đó. Rồi nữa Phật nói là nếu có người cần dùng thân của các tiểu vương mới có thể độ được thì Bồ Tát. Quán Thế Âm liền hiện thân tiểu vương vì họ mà núi Pháp vì họ mà nói pháp thân tiểu vương là gì tức là thân của các vị vua nước gì nước nhỏ vậy bây giờ gọi là gì gọi là tổng thống là thủ tướng là tổng bí thư là chủ tịch nước vân vân vậy đó đấy tức là thân các vị gì tiểu vương nếu người cần dùng thân đức phật lại dạy tiếp nếu người cần dùng thân đại trưởng giả mới có thể độ được thì bồ tát quán Âm liền hiện thân trưởng giả mà nói pháp trưởng giả là những người những người giàu có những tầng lớp thượng lưu thượng tầng trong xã hội những tầng lớp gì ngày xưa thì gọi là trưởng giả bây giờ nói nôm na thì đại gia <laughs> những người gì lắm tiền nhiều của nhiều phúc báo vì người lắm tiền nhiều của để làm gì để bố thí vậy Đấy. những nơi nào nhân dân nơi nào mà gì nghèo khổ đói khát hoặc là bồ tát biết rằng gì nhân dân ở khu vực đó đến một thời buổi thời điểm nào đó thì sẽ bị gì nạn hạn hán hoặc lũ lụt cần phải có những người giàu có phát tâm mở kho mở của ra để ban phát bố thí cho thì Bồ Tát Quán Thi Âm hiện vào làm gì thân của vị đại trưởng giả đó nhưng mà có tâm tử bi tâm bố thí rất lớn cho nên là khi gặp gì lúc dân chúng nghèo liền là đem gì mở kho của cải để bố thí cho như là trưởng giả cấp cô độc ở trong cây gì Cây Nha Di Đà đó là người mua gì mua đất của Thái tử Kỳ Đà và cùng Thái tử Kỳ Đà gì xây dựng lên cái tinh xá gì cái tinh xá kỳ hoàn để cúng dường Đức Phật. Đức Phật ở đó 25 mùa mưa, tức là 25 mùa an cư để giáo hóa độ sinh trong kinh nha Di Đà. À, chính là gì? Nói về nơi mà Đức Phật thuyết thuyết kinh nha Di Đà chính là gì? Tinh xá kỳ hoàn đó, kỳ thụ cấp cô độc viên đó, tức là vườn của gì? Ông cấp cô độc và cây của ông Thái tử Kỳ Đà đó, kỳ thụ, tức là rừng thụ kỳ tức là chỉ là Thái tử Kỳ Đà, thụ tức là gì? Là cây tức là rừng cây của Thái tử Kỳ Đà, cấp cô độc viên tức là vườn của ông ấy, ông cấp cô độc đất và vườn của ông cấp cô độc hai ông, một ông trưởng giả, một ông thì Thái tử cùng bỏ tiền bỏ gì, bỏ của cúng cây để xây lên cái à, kỳ thụ cấp cô độc viên đó, tinh gọi là tinh xá kỳ hoàn đó để cúng giảng Đức Phật. Uhm. Cho nên người cần là gì? Cần hiện thân trưởng giả, quan thêm Bồ Tát hiện thân trưởng giả để bố thí tài vật cho gì cho họ để giúp đỡ cho những người nghèo thì quán thêm bồ tát liền hiện thân đó để làm phương tiện giáo hóa dẫn dắt cho chúng sinh rồi nữa nếu người cần dùng thân đại cư sĩ mới có thể độ được thì bồ tát quán thêm liền hiện thân đại cư sĩ vì họ mà nói pháp thân đại cư sĩ là sao chứ là chỉ cho những vị gì những vị quy tam bảo là đệ tử tại gia của đức phật nhưng mà những tầng lớp gì thượng lưu có trí thức gọi tầng lớp tầng lớp có trí thức thì những vị đó gọi là thân gì? Những vị đại cư sĩ. Như ở trong kinh Phật, thời Phật còn tại thế hay ngay trong kinh này, vị Bồ Tát đại cư sĩ đó chính là gì? Là vô tận ý Bồ Tát trong kinh này gọi là vị đại cư sĩ. Thì hiện thân Bồ Tát tại ra để để độ chúng sinh. Đó. hoặc là gì? Như là Duy Ma Cật ở trong kinh Duy Ma. Đó. Bồ Tát Duy Ma Cật chính là gì? Thì hiện thân gì? vị đại cư sĩ. À, như ở Trung Quốc à, Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Đài Loan Thời gian cận đại này chính là gì Chính là như là các ngài à, Gọi là um, um, Sư phụ của Hòa Thượng tỉnh Không Đó chính là à, Cư sĩ Lý Bình Nam Sư phụ của ngài Lý Bình Nam Chính là cư sĩ Hạ Liên Cư Đó cư sĩ hạ liên cư và cư sĩ hạ, lý bình nam đó chính là gì được gọi là những vị đại cư sĩ của phật giáo trung quốc phật giáo, phật giáo đài loan ở việt nam chúng ta à, thời cần đại mấy chục năm trước thì có cư sĩ Thiếu Chiếu rồi bây giờ thì có à, cư sĩ à, lê mạnh tháp đó là giáo sư là nhà sử học là một nhà tinh thông tam tạng kinh luật luận của phật giáo là người cũng gì cũng có đức hạnh nhưng mà thì ngài để tóc tu tại gia đó gọi là gọi là những vị đại cư sĩ ừ. hoặc như thời nhà trần thì chúng ta có gì có tuệ trung thượng sĩ đó gọi là một vị bồ tát tái thế thì hiện là gì? là cư sĩ tại gia là thầy của gì cả trần nhân tông thầy cả sơ tổ trần nhân tông thầy của cái gì một vị thánh của triều đại nhà trần đó là ngài trần hưng đạo tuệ trung thượng sĩ là thầy của rất nhiều vị thiền sư xuất gia thầy của cả trần nhân tông tức là sơ tổ của gì của thiền phái trúc lâm yên tử và thầy của cả trần hưng đạo đại vương đấy, chúng ta thấy không đấy quả chính là những vị đại cư sĩ quan thêm bồ tát thấy chúng sinh gì cần gì những vị đại cư sĩ xuất hiện để độ sinh thì ngài hiện là những vị đại cư sĩ vì chúng sinh mà thuyết pháp ví dụ như là Trần Nhân Tông hoặc là Hưng Đạo Vương à, chắc chắn phải có một vị gì một vị nếu là thì phải có một vị sư lỗi lạc mới có thể làm thầy các ngài được nhưng mà gì? không có thì bây giờ thì học đạo với cư sĩ thì vị cư sĩ đó phải là vị cư sĩ gì trí tuệ và đạo đức gì hơn người thì mới làm thầy của Trần Nhân Tông và Hưng Đạo được Trần Hưng Đạo được cho nên á, tuệ trung thượng sĩ Dòng dõi quý tộc rất thân từ dòng dõi quý tộc của nhà Trần mà lại còn gì ạ? Còn là người tinh thông gì? Tam tạng thánh điển, thấu rõ tính tướng ở trong gì? Trong Phật môn đại triệt đại ngộ. Ở trong gì? Trong giáo lý Thiền tông Phật giáo. Tu hành gì? Gọi là đại triệt đại ngộ. Chứng ngộ gì? Đến chỗ cao tột của gì? Của Thiền tông ở trong Phật giáo lúc bây giờ phật giáo thiền tông ở thời nhà trần lúc bây giờ cho nên cả vua và gì và một vị đại tướng quân anh tài lỗi lạc của triều trần lúc bấy giờ là trần uh, hưng đạo và trần nhân tông đều học thiền với ngài đó cho nên chúng ta thấy hay là như bây giờ chẳng hạn à, có những cái trường chúng ta thấy những cái sự kiện lớn của giáo hội phật giáo việt nam bây giờ liên quan tới vấn đề quốc tế thì đều có gì đều có sự hiện diện của giáo sư cư sĩ lê mạnh thát đứng lên để gì? cùng với cùng ở trong ban tổ chức quốc tế của gì của các sự kiện phật giáo lớn của phật giáo việt nam đó chính là gì? những vị đại cư sĩ và chúng ta với những phật tử bình thường chúng ta ăn chưa sạch bạch chưa thông đứng trước đại chúng á thì chân tay run lẩy bẩy không thể nói được một miệng ấp úng không thể mở mở lời được á thì làm sao mà chúng ta gọi là đại cư sĩ được còn giáo sư Lê Mạnh Thát á, Ngài không chỉ giỏi về gì Về lịch sử Phật giáo Việt Nam Mà Ngài còn giỏi cả gì Cả về ngoại ngữ Ngài nói được mấy gì Mấy ngoại ngữ cả tiếng Anh, tiếng Đức Tiếng Trung gì lầu lầu ra Giáo lý tam tạng thánh điển Thì nói đến đâu thì Ngài gì Tầm chương trích cú ra gì Rõ ràng, minh bạch Đoạn kinh này ở trang nào Trang nào trong cửa kinh nào trong đại tạng Ở quyển thứ mấy Ở trang bao nhiêu Khủng khiếp trí nhớ của các ngài gọi là gì gọi là khủng khiếp luôn <laughs> chúng ta có thể nói là trí nhớ là gì ít người sánh bằng được nhưng mà ngài hiện thân là cư sĩ cho nên á, chúng ta biết là bồ tát quan thế âm khi mà có người cần hiện làm thân vị đại cư sĩ như vậy thì ngài cũng hiện gì cũng hiện là thân cư sĩ vì họ mà thuyết pháp rồi nữa nếu người cần dùng thân của tể quan mới có thể độ được thì bồ tát Quán âm liền hiện thân tể quan vì họ mà nói pháp tể quan tức là thân gì thân là tể tướng ở trong tể tức là tể tướng quan tức là quan gì quan chức quan tước đó ở trong triều đình gì chỉ dưới có vua thôi đó là gì trong tất cả các quan thì tể tướng là gì là bậc nhất à, là bậc nhất như chế độ Việt Nam chúng ta chỉ cho tất cả gì các vị tướng thì thủ tướng là gì là bậc nhất. Vì thủ tướng điều hành tất cả các tướng lĩnh của quân đội và công an mà. Những người chỉ đạo được tướng lĩnh của quân đội và công an từ bộ trưởng quốc phòng cho đến bộ trưởng công an đều dưới gì? Đều dưới sự chỉ đạo trực tiếp của của thủ tướng mà. Cho nên nếu gọi là tướng ở chế độ Việt Nam chúng ta gì? Thủ tướng là gì? Là nhất. Cho nên ở đây chúng ta thấy này thủ tướng thì còn phải dưới đương nhiên là phải dưới chủ tịch nước và dưới thì dưới tổng bí thư rồi đó em tùy theo chế độ thì ngày xưa thì gì? vua là nhất dưới vua thì đứng đầu tất cả các quan thì gì tể tướng là nhất đó. trên vua dưới tể tướng cho nên là người cần gì hiện ra thân gì là quan tể tướng đầu chiều để độ chúng sinh quán thêm bồ tát ngài hiện vào trong gì hiện vào gì làm thân tể tướng để độ chúng sinh rồi nữa nếu người cần dùng thân gì của bà la môn mới có thể độ được thì bồ tát quán thế âm liền hiện thân gì bà la môn vì họ mà thiết pháp bà la môn ở đây là chỉ cho gì ạ à, những người tu theo một cái tôn giáo ấn độ đó gọi là gì bà la môn giáo bây giờ gọi là gì gọi là ấn giáo hay là ấn độ giáo đó đó thì những người gì cần gì nó chỉ nghe cho các vị gì các vị bà la môn thôi những người đời họ gì ở ấn độ bây giờ họ chỉ nghe bà la môn thôi thì chúng ta biết là gì quán thi âm cũng gì thì hiện vào làm gì làm thân hình của bà la môn để giáo hóa cho những người ở trong ở trong tín ngưỡng tôn giáo ấy mà họ không biết là họ gì họ đang được bồ tát quán Thi âm đắc độ hóa độ cho đó chúng ta thấy bồ tát khéo léo là như thế uyển chuyển là như thế thần thông là như thế phương tiện là như thế cốt là để giáo hóa độ sinh phá mê khai ngộ cho họ đưa chúng sinh về biến giác không phân biệt là ngài dùng thân hình gì không phân biệt là ở giống trong tôn giáo nào cho nên người tu chúng ta là không được gì ạ không được đả phá các quan điểm và tôn giáo gì các tôn giáo bạn là như thế Phật Bồ Tát không cho chúng ta đả phá các niềm tin tin ngưỡng của tôn giáo bạn và các niềm tin tin ngưỡng ngoài gì hệ thống Phật giáo hệ thống tiềm tiềm tin tin ngưỡng của Phật giáo chúng ta đó hay nên hôm nọ chúng ta thấy gì? ở truyền thông uh, dân mạng cư dân mạng Việt Nam chúng ta dậy sóng trong mấy tuần là vì gì ở Việt Nam chúng ta có một vị, vị sư là gì phản bác gì ạ à? niềm tin tín ngưỡng của đạo mẫu cho nên là bị gì bị các thanh đồng quan nhang đệ tử của đạo mẫu là gì Âm ầm họ nổi lên là gì họ chiến đấu <laughs> đó cho nên chúng ta thấy chớ có dạy gì Phật dạy rồi chớ có dạy gì mà gì mà đi đi khơi ra chiến tranh tôn giáo cái đấy chính là chiến tranh tôn giáo đó. Chiến tranh tôn giáo không phải dùng súng, dùng đạn đâu. Chưa đến cái mức dùng súng, dùng đạn. Đó là chiến tranh bằng gì? Bằng đức tin. Bằng gì? Bằng giáo lý, giáo luật và giáo quyền ở trong gì? Ở trong các tôn giáo ấy. Chúng ta cũng đừng có ngại, đừng có dạy gì. Trong Kinh Pháp Hoa rồi, Đức Phật dạy là gì? Không bàn tán đến lỗi của người, không nhìn ngó và không bàn tán đến lỗi của người. Mà chỉ gì ạ? chỉ nhìn ngó tới lỗi của mình để thu nhiếp sáu căn tu tập cho gì cho thân tâm của mình ngày một thanh tịnh à, tốt hơn mà thôi đừng có đừng nhìn, nhìn lỗi của người đừng có đi gì đi xoay lỗi của người rồi đi bới móc lỗi của người rồi người sẽ không để chúng ta yên đâu đấy là kinh nghiệm của đức phật dạy cho chúng ta rồi đấy nếu như ai muốn gì ai muốn yên thân để tu tập ai muốn gì hoàng pháp lợi sinh ở trong cái thế giới này, trong quốc độ này và trong cái triều đại thời đại này thì hãy nghe theo lời Phật dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đừng nhìn lỗi người, hãy nhìn lỗi mình, đừng bàn tán lỗi người, chỉ soi vào tâm mình mà tu thì chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu được hạnh nguyện và ước mơ trên cầu Phật đạo giới độ chúng sinh của mình. Tôi hôm nay thời gian đã hết, à, kính chúc uh, chư tôn đức tăng ni và các quý vị Phật tử à uh, một ngày mới, một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và thành đạt. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Môn Ni Phật Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Nam Mô Đại từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh à, Kính Bài Trà Tôn Đức Tăng Ni Kính Thưa Toàn Thể Đạo Tràng Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo À, phần à, Pháp hội à, Quán Năm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập Các quý vị xem à, Kinh Văn Trang à, 31 Ở trong Văn Kinh, hôm nay chúng ta tiếp tục học vào Văn Kinh như thế này à, Ngay trong lúc bây giờ, Bồ Tát vô tận ý Lại bạch Đức Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn Tại sao Quán Thế Âm thường dạo chơi khắp nơi các cõi của xa bà và tại sao ngài thường vì các loại chúng sinh hay dùng sức phương tiện mà diễn nói chính pháp những việc đó thế nào xin thế tôn bảo cho ở đoạn văn kinh này thì chúng ta lại thấy là bồ tát vô tận ý lại tiếp tục bạch hỏi đức phật rằng là tại sao quán thế bồ tát thường dạo chơi ở khắp nơi các cõi xa bà của chúng ta và tại sao ấy, ngài thường vì các loại chúng sinh mà hay dùng các pháp phương tiện để diễn nói chính pháp. Những việc đó như thế nào? Xin Đức Thế Tôn bảo cho. À, chúng ta biết là như ở trong kinh này qua lời giới thiệu của Đức Phật, chúng ta thấy là Bồ Tát Quán Thế Âm ngài dùng rất nhiều các phương tiện hóa ra rất nhiều các loại hóa thân để độ cho gì? cho chúng sinh, tùy theo căn cơ của chúng sinh, mà ngài thì hiện ra các thân hình để mà độ cho, thuyết pháp độ cho, giáo hóa độ cho, thậm chí dùng gì, dùng cái tấm thân của mình nhé, để làm phương tiện để độ cho gì các chúng sinh, vân vân. Thế độ như thế nào thì chúng ta sẽ thấy trong văn kinh Đức Phật liền bảo rằng. Này ông vô tận ý Ông hãy nghe cho rõ Nếu có chúng sinh nào ở khắp các cõi nước Phải dùng tới thân Phật Mới độ được người đó Thì Bồ Tát Quán Âm liền vì những người đó Mà hiện ra thân Phật Vì họ mà nói Pháp đó, Chúng ta thấy Bồ Tát Quán Thế Âm Có thể hiện ra nhỉ? Ra cả thân Phật Để độ chúng sinh Nếu chúng sinh á, nó chỉ tin vào gì? Tin vào Phật thôi Không tin vào các vị Bồ Tát Thánh Tăng La Hán Bích Chi Phật Nó chỉ có tin Phật Thì Quán Thế Âm Bồ Tát Dùng đại thần lực của mình nhé Để thể hiện ra gì? Ra mình là Phật Đầy đủ 32 tướng tốt Và 80 tùy hình hảo Trang nghiêm Như là Đức Phật Thích Ca như là đức phật dược sư như là đức phật a di đà vân vân đó chúng sinh muốn thấy thân hình thân tướng tướng hảo của phật thì nó mới tin nó mới y giáo phụng hành nó mới cung kính quy mệnh nó mới tín thọ phụng hành vân vân thì quán thiêng Bồ tát liền hiện ra gì ra thân phật để độ cho người đó nay chúng tôi làm được cái điều đó không không các quý vị có làm được điều đó không không. Các vị thanh văn A-la-hán có làm được điều đó không? Không. Các vị Bồ Tát thất địa trở xuống chưa làm được điều đó. Cũng không làm được điều đó. Cho nên chúng sinh muốn hiện ra thân Phật các hàng Bồ Tát từ thất địa trở xuống chưa làm được điều đó. Thậm chí hàng thập địa trở xuống có thể gì vẫn chưa đủ năng lực để đảm được điều đó. Chỉ hàng đẳng giác, diệu giác, viên giác mới có thể có thể nương vào thần lực của Phật mới có thể hiện ra thân Phật để độ chúng sinh được mà thôi. Ở đây vì sao nói là quán thế âm? Ngài lại gì? Có thể hiện ra thân Phật để độ chúng sinh. Có thể hiện ra thân Phật mà nói Pháp để ra hóa cho chúng sinh để giải thoát giác ngộ. Vì Đức Phật, à, Ngài, Quán Âm Bồ Tát Ngài này, Ngài đã từng từng thành Phật ở trong đời quá khứ có hiệu là chính pháp minh như lai hay cũng có đời rồi có đời hiện là là quán âm như lai đó có đời thì hiện là là chính pháp minh như lai ngài đã thì đã từ thành Phật hiệu là chính pháp minh như lai từ vô lượng vô biên đã tăng kỷ kiếp về trước rồi ừ. đây cũng có sách nói là ngài đã từng thành Phật hiệu là quán âm như lai từ vô lượng vô biên đã tăng kỷ kiếp nữa rồi tức là ngài dùng rất nhiều các khóa thân để thành Phật để độ chúng sinh cái tấm thân gì cái hóa thân thành quán thế bồ tát ở tây phương cực lạc thế giới đó chỉ là vì bi nguyện mà thể hiện ra một gì một hóa thân ở thế giới đó mà thôi còn thế giới sa bà chúng ta này á chúng ta thấy ngài cũng thể hiện ra rất nhiều gì rất nhiều nhiều tấm thân để độ chúng sinh ở thế giới sa bà này như ở trung quốc thì cái thổ phủ của ngài là gì là ngũ gì nam mô ngũ đài sơn Đúng không? Ở núi Ngũ Đài. À Phổ Đà Sơn chứ. Xin lỗi. Ngày ở Phổ Đà Sơn chứ. À, ngày... Xin lỗi các quý vị. Ngày ở Phổ Đà Sơn. Ngày ở núi Phổ Đà. Đó là cái đạo tràng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn ở Việt Nam chúng ta ở đâu? Ở Hương Tích. Núi Hương Tích. Ở động Hương Tích. Ở Chùa Hương. Ở Mỹ Đức. Hà Tây ngày xưa. Bây giờ là Mỹ Đức Hà Nội. Chính là gì? Là gọi là thủ phố của gì của đức quán thế âm chúng ta nói nôm na cho dễ hiểu là thủ phố của đức quán thế âm bồ tát tức là nơi mà ngài gì ngài thường ngự để hóa độ chúng sinh đó chính là việt nam chúng ta thì ngài, ngài ngự ở tất cả các nơi tất cả các chốn nhưng mà cái gì mình gọi là nôm na là cái thủ phố, cái nơi chính của ngài đó là chính là chùa hưng tích ở mỹ đức hà nội bây giờ vậy còn ở Trung Quốc thì ngài cũng hiện ở khắp nơi ở các các nơi nhưng mà Phổ Đà Sơn là gì? là thủ phố của ngài vậy ừ. cho nên đó, ở đây chúng ta mới thấy thì ngài quán thêm Bồ tát ngài có cái thần lực có cái năng lực thần lực rộng lớn như vậy chúng sinh cần hiện thân Phật thích ca mâu ni Phật nói là gì ngài hiện ra thân Phật để độ cho chúng sinh đó. Rồi tiếp nữa, Đức Phật nói gì? Có gọi là có thân hình Bích Chi Phật. Bích Chi Phật được chia ra làm hai loại chứng ngộ. Một là gì? Là Bích Chi. Hai là gì? Là độc giác. Bích Chi Phật tức là chỉ vào cái thời gian mà có Phật. Còn trụ thế, các vị xuất gia thích hành hạnh viễn ly, tức là thích ở một mình đó nghe lời Phật dạy xong rồi á à, nhất tâm tu tập quán tưởng về 12 nhân duyên vô minh duyên hành hành duyên thức thức duyên danh sắc danh sắc duyên duyên lục nhập lục nhập duyên ái ái duyên thụ thụ duyên thủ, thổ duyên hiếu hiếu duyên sinh sinh duyên gì duyên lão bệnh tử đó đấy quán 12 nhân duyên đó được thuần thục thì các ngài chứng đắc thánh quả gọi là bích chi phật à. còn sinh vào thời thì, không có Phật trụ thế tức là Phật đã nhập niết bàn rồi ạ. Các ngài thì do có cái nhân duyên tu Phật nhiều đời nhiều kiếp, nay sinh ra tuy vào ở phải cái đời cái thời không có Phật trụ thế, nhưng các ngài thì sớm hiểu được cái lý vô thường, khổ không vô ngã, cho nên đó, đi vào trong rừng sâu núi thẳm để ẩn cư tu tập gọi là mai danh ẩn tích, chuyên tâm độ mình vào trong rừng sâu núi thẳm hoặc là gì quán nhìn lá rơi hoặc xem dòng gì dòng nước chảy hoặc nghe tiếng chim chim hót vân vân mà ngộ được gì ngộ được lý vô thường khổ không vô ngã ngộ được đi cái lý duyên sinh duyên diệt bốn không tự tính cho nên các ngài gì chứng thánh quả đó gọi gì? gọi là chứng thánh quả gọi là quả độc giác của hàng bích chi phật đấy gọi là gì gọi là quả độc giác đó nó, nó cũng tương đương như là những vị chứng thánh quả bích chi Phật Nhưng các vị bích chi Phật đó là gì? Sinh vào thời Phật tại thế Nghe Phật nói về Pháp 12 nhân duyên Từ vô minh duyên, hành hành duyên, duyên thức, thức, thức danh sắc vân vân Cho đến gì? Cho về đến gì? Cho đến là Sinh diệt đó Đó sầu bi khổ não đó là gì? các vị tu chứng đoạn rứt được quán tưởng thấu suốt 12 pháp nhân duyên và đoạn dứt các mắt xích nhân duyên ấy và chứng được quả gọi là bích chi Phật. Còn các vị sinh vào thời không có Phật quán lý vô thường và duyên khởi, lý duyên khởi mà chứng được thánh quả rồi nhập tiết bàn không thiết pháp độ sinh không giáo hóa độ người thì các vị đó gọi là chứng được quả độc giác thích ở một mình hành hạnh viễn ly thích tu tập ở trong rừng sâu núi thẳm hoặc bãi tha ma nơi gò đất trống vân vân chứng đắc thánh quả một cái các ngài gì nhìn đời quay lại nhìn đời tham sân si mà khổ khổ sở như vậy ngài gì ngài sợ không dám gì không dám đi vào đời độ sinh mà các ngài gì nhập niết bàn luôn đó thì gọi là các vị chứng được quả gì độc giác ở trong hàng bích chi phật vậy đấy gọi là gì những người mà cần thì hiện là gì? thân hình Bích chi Phật thì quán thêm Bồ Tát thì hiện ra thân hình gì? Bích chi Phật để thuyết gì? 12 nhân duyên. Hay có những người họ lại chỉ thích nghe gì? pháp về 12 nhân duyên, quán tưởng về 12 nhân duyên, dùng 12 pháp nhân duyên để gì? để tu quán, để chứng đắc thánh quả Bích chi. Cho nên đó quán thêm Bồ Tát liền thể hiện là bậc thầy của Bích chi nói về 12 nhân duyên rất là sâu sắc rất là rộng lớn để cho các vị đó ưa thích về Pháp 12 Nhân Duyên, Tín Thọ, Tô Quán và Chứng Đắc Thánh Quả Bích Chi. Đó, cho nên chúng ta thấy Quán thiền Bồ Tát có nhiều phương tiện lắm, rồi chưa hết. Đức Phật còn nói là gì? Nếu có người cần dùng thân thanh văn La Hán mới có thể độ được thì Bồ Tát Quán âm liền hiện thân thanh văn vì họ mà nói Pháp. Ừ, ở đây Đức Phật nói rằng nếu có người nào ở sống ở đời á muốn thì hiện là muốn hiện muốn nhìn thấy em muốn à, được thấy kìa. cái thân thanh văn la hán thuyết pháp thì quan thêm bồ tát liền hiện ra gì thân thanh văn thanh văn là sao đó là chỉ cho các vị tỷ khiêu ấy như chúng tôi này cũng gọi là gì gọi là tỷ khiêu hoặc là tỷ khiêu ni nữ xuất gia thọ 348 giới gọi là tỷ khiêu ni nam xuất gia thọ 250 giới gọi là gọi là tỷ khiêu hay gọi là tỷ khiêu tăng đó. những vị tỷ khiêu tỷ khiêu ni đó đều gọi là những vị gì thanh văn thanh là gì là âm thanh văn có nghĩa là nghe thanh văn có nghĩa là những vị gì nghe thấy lời dạy của đức phật đối với các pháp gì tứ diệu đế khổ đế tập đế diệt đế và đạo đế hoặc là nghe về 37 phẩm trợ đạo là tứ niệm xứ tứ chính cần tứ như ý túc ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần và bát Thanh đạo phần đó chính là 30 37 phẩm trợ đạo mà đức phật tuyên thuyết cho hàng tỷ khiêu hàng thanh văn nghe các hàng tỷ khiêu thanh văn sau khi nghe thấy đức phật nói về 37 phẩm trợ đạo này có người thì thích tu về pháp gì pháp quán tứ niệm xứ quán tứ niệm xứ là quán gì quán thân bất tịnh quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã và quán thọ thị khổ, đó là quán gì? Quán tứ niệm xứ. Ừ. Những người thích quán về thân bất tịnh, những người tham dục thì Phật dạy gì? Nên tu tập pháp quán gì? Quán thân bất tịnh, tức là gì? À, nhìn quán người đó đẹp ư? Nam nhìn thấy nữ, nữ nhìn thấy nam. Hôm nay đẹp đấy, nhưng ngày mai nó sẽ già nua. Giống như bông hoa ngày hôm nay chúng ta nhìn nó thì buổi sáng thì rất tươi nở rất tươi. Hôm nay trai tráng khỏe mạnh, đẹp đẽ, phồng phao. Rồi á, một vài chục năm sau, vài năm sau, vài chục năm sau á, cái già dần dần nó đến, da bắt đầu nhăn nheo, lưng gù sườn vẹo, tóc bạc, da nhăn, chẳng còn cái gì là đẹp đẽ nữa. Bao nhiêu sức khỏe thời thanh niên trai tráng dần dần cũng theo năm tháng thời gian mà mà đi hết mà biến mất vậy người con gái xinh xắn đẹp như là hoa khôi hoa hậu tuổi 18 đôi mươi tóc đen môi đỏ da hồng trắng mịn vân vân nhìn cái gì cũng đáng yêu 60 tuổi bắt đầu là lưng gù sườn vẹo tai thì ngánh ngáng mắt thì mờ tóc bạc da nhăn lưng gù sườn vẹo gân chuyển xương đau bước bước gập gành tinh thần mờ mịt trẻ trung sinh đẹp hoa khôi hoa hậu á đến một lúc thì nào đó năm 60 tuổi thì cũng gì như nhau hết thôi mà rồi đến năm bảy 80 tuổi lưng gù xiền vẹo gân chuyển xương đau bước bước gập gành tinh thần về thì mờ mịt ăn rồi thì bảo chưa ăn con cái của mình thậm chí còn chẳng nhận ra nó cháu chất nội ngoại thậm chí còn chẳng phân biệt được nó bao nhiêu cái đẹp, bao nhiêu cái khôn ngoan tài giỏi ngày xưa bị con quỷ vô thường nó bắt đi mất ấy. Nó cũng bắt đi, nó lôi đi mất ấy. Bị thời gian thì nó ăn trộm mất, rồi đến thì con quỷ vô thường gì nó sành sạch nó đến nó thì, nó kéo đi đến khi đó tất cả tiền tài của cả danh vọng sắc đẹp trước đây chẳng mang đi được cái gì cả, chỉ có nghiệp là là theo chúng ta thôi. Cho nên là người tu chúng ta phải luôn được, luôn luôn ghi nhớ lời Phật dạy. Mà gì? Người tham dục thì phải, Phật dạy phải quán thân bất đi, bất tịnh. Và quán gì? Quán tâm vô, vô thường. Quán các pháp là vô, vô ngã. Các pháp ở đây là gì? Nếu người hay chấp gì? Hay chấp là gì? Đây là nhà của ta, tài sản của ta, thậm chí là gì? Chiếc ghế của ta, chiếc ghế là cái gì các vị biết không không phải là cái chiếc ghế tôi đang ngồi này mà chiếc ghế của những người làm gì ạ làm quan các cụ chúng ta ngày xưa hay có câu nói có, có câu châm ngôn thế nào gì quan nhất thời dân vạn đại các vị nhớ các cụ nói rồi không có sai quan thì nhất thời tức là trong một thời gian nhất định thôi anh đừng có hống hách anh đừng có cống cao anh đừng có kiêu căng anh đừng có ngã mạn anh đừng có quay dân như là kẻ hầu người hạ của anh anh đừng quay cấp dưới như là gì tôi tớ của anh mà phải đối xử với gì với nhân dân với cấp dưới của mình như là gì chủ tịch hồ chí minh kính yêu của chúng ta đã dạy á dân là gì là gốc người làm chính trị người làm lãnh đạo phải lấy dân làm gốc rồi bác còn nói gì dân sức dân lại như gì như nước còn nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm di đà